men rất là đẹp mọi người nghe, mấy chị form này 60 kg lại mấy chị bằng vừa nha. Rồi cánh dơ vàng nè cho chị Tiết Nguyễn 75.000 nè. Rồi bộ này mấy chị ơi xem mọi người luôn 80.000, Latin cao cấp luôn. Trời ơi mấy chị bận lên cực kỳ dễ thương luôn. Rồi con bò đó 75 em hết rồi chứ yêu ơi. Bò 75 em hết rồi chị Chí nhỏ ơi, rồi bò này 80.000 mọi người nghe mấy chị ơi, Latin xịn nha. Mọi người ha, mấy chị mua đồ hay ngày nay nghe mọi người nghe, mấy chị không bao giờ mua được mấy giá này thiệt. Rồi 60 kg lại vừa nghe. Tay dài 80 chị Tăng Võ Minh. Ok chị nè. Trời ơi mấy cái hàng sale đâu đây là thay tàu, mấy cái này không bán không đủ rồi thôi. Rồi mấy chị ơi đùi nghe, trời ơi đùi này dễ đẹp lắm. Tay dài 80.000 em hết rồi, hai quầy số 5 á, có tay. Ừ. Hai màu ngoại ơi. Rồi bộ đùi này mấy chị mua không ơi, chị Hà Phương vô tới, chị Hà Phương ơi để em lên khúc nãy chị mua mua. Giải đẹp tét nách luôn chị Hà Phương ơi. Mà em bảo đảm mọi người, nói chung mọi người nghe mấy chị thông cảm em nha. Những cái này em không sale là em không bác sĩ được nghe mọi người nghe, nên mọi người thông cảm giùm em khúc này nghe chào Phương nha. Rồi bộ này nè mọi người có mua rồi là biết nè. Hỏi em bán 70.000 bộ mọi người nhớ không? Rồi bây giờ sale mấy chị bao nhiêu? Hả? Rồi sale mấy chị ơi còn có 2 bộ nghe mấy chị ơi đi luôn. Bộ 50. Ôi ôi đồ đẹp nghe mấy chị nghe, ổng đẹp không lấy tiền nha. Rồi 50.000. Bộ đen chị mua thêm nhiều rồi đẹp lắm. Ồ. Ừ. Rồi lấy bộ này chắc 50 mấy chị ơi, 50. Trời ơi lũ này đùi mà bán 50. Rồi sọc xanh 50 nó chứ chị ngăn kim thấy thương chưa? Đó 50.000 có liền. Rồi 50.000 mọi người chị nghe. Đó, nói chung giải đẹp. Rồi chị Trịnh Thịnh ơi, chị bạn vừa không? Trịnh Thịnh. Trịnh Thịnh 67 kg ổng vừa nghe, nghe giùm em số ký với cục vàng ơi. Nghe giùm em số ở chị Trịnh Thịnh có 55 kg hả? Ok, Trịnh Thịnh được bộ. Gửi luôn khỏi gọi, cảm ơn chị Tiết Nguyễn. À, lấy cho em cá phát phía sau. Ok. Lấy khoác này màu xanh 60 kg nè cho chị Tăng Võ Minh. Rồi bộ này mấy chị ơi con bò hồng nha. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 lầy vừa mấy chị ơi. Rồi có đó hết luôn rồi chị Chí Võ ơi. Rồi bộ này xe luôn cho mấy chị nè. Bò hồng 95.000. 60 đổ lên, 65, 67 lầy vừa, bò hồng 95.000. Cái áo đó Thi ơi. Cái áo bò hồng. À, cho chị xem, cho em coi lại màu nâu, cái bộ nâu mà số 5 á Thi còn không đây? Hai bộ đùi, hết rồi chị Lương Anh ơi. Hết rồi. Không phải cái bộ nâu mà số 5 á Thi còn không? Rồi em sẽ lên xe cho mọi người cây này nè. Rồi đây nè chị bộ nâu nè. Bộ nâu này 79.000 nha. Đẹp lắm chị. Nói chung là cái lâu này đẹp lắm mà tại vì biết sao không? Em lỡ lấy nó hơn nhiều nên sao lỗ mọi người nghe biết sao không? Cái này mọi người biết không? Bà chào em mà em tưởng đâu là nó có rất là nhiều mẫu. Em lấy tới 600 bộ. 600 bộ mà nó có một kiểu mà nó có 7-8 màu mấy chị ơi. Em bán mấy dài chày dây chóc dậy em luôn mọi người nghe, em theo 79.000 là em sao lỗ, em nói thiệt luôn mọi người nghe. Chứ bán cái này là 79.000 là không có gì tới vốn luôn. Cái gì? Bò hồng 95 chị My Thảo. Đây này. Để chiều chị xử. Rồi, bộ satin thanh lá nãy có ai lấy chưa nghe Thi? Ít rồi. Rồi có người lấy rồi, từ từ lên thấy rồi, giống này đẹp nè. Rồi bộ này mọi người nghe, cái này là em sale xả kho mọi người nghe, sale 79.000. Với lý do mọi người nghe ôm 600 mà nó có 7-8 màu mà nó 600 bộ mọi người nghĩ coi. Tôi muốn xỉu. Nhưng mà chị nói chung là bán tới bán lui vẫn bán được hoài mọi người nghe. Mà cội. Ừ. Rồi chị Hiếu Đỗ ơi, mình chịu cọc cạc không? Mấy giờ em hỏi chị hoài đó, chị lấy gì chị lưu giỏ thôi. Chị lưu giỏ mà lấy cái gì chị comment giùm em, ví dụ như lấy bộ nâu comment nâu, nâu có sai. Nó có sai 3-4-5. Trời ơi mà đẹp ra mọi người mấy chị ơi gấu nâu. 45-60 kg còn đẹp nữa chị ơi, cái này là chắc 7 manh gò xịn luôn. Rồi ok, nâu chị lưu giỏ bộ nâu. Lấy bộ nâu chị lưu giỏ số 4 thôi. Rồi gấu hồng này 85.000 cả nhà mình ơi. 45-60 kg còn đẹp gấu hồng. Ồ ồ bộ gấu hồng mà đẹp cực kỳ luôn, gấu hồng 85.000. Rồi gấu xanh. Gấu xanh này giải manh gò luôn mấy chị nha. Bộ này cho khác nói 120-130. Rồi gấu xanh giùm em 85.000 luôn mấy chị ơi. 45-60 kg còn đẹp gấu xanh 85.000 mấy chị nha. Gấu xanh 85. Nâu 79 thì chị Quỳnh Thị Tiếp. Cảm ơn chị nè các bạn. Em sao lỗ á, nó nghe em còn ít à. Em bán bữa giờ nhiều lắm rồi. Em còn dữ lắm, bây giờ còn chừng 5-60 bộ thôi mọi người nha, chứ không có nhiều. 5-60 bộ. Ừ. Rồi bò trắng mọi người nghe mấy chị. Có nghe tôi xin lên tiếp nè chị Hương Giang ơi. Rồi con bò trắng giùm em 85.000. Cái này đẹp quá nè chị. Chị gì nè?
chị ruột gì của tôi quán tiêu ta, chị ruột mà cũng quên tên bà chị ruột luôn. Chị Hà Phương ơi, rồi bò trắng mọi người nghe chị ơi, bò trắng giùm em 85.000 bò trắng, hàng này mango chứ Latin xịn không á chị ơi, 85.000. Hello chị Sân Nhi, Sân Nhi nằm im ru coi ngủ luôn cái gì trời. Rồi cái nào lấy màu này còn anh gấu hồng mọi người nghe chị, gấu hồng tay cánh dơ nhẹ nha. Rồi lấy chốt mọi người ơi, đẹp quá nha. Đó, số 4 là nhiêu ký chứ. Rồi gấu hồng 85. Rồi ok, gấu hồng 85 chị Mai Xuân. Nộp kẹt là sao? Tại vì em thấy đơn chị có đơn hoàng nè. Chị Hiếu đổ nè, sao thấy kích bơm luôn rồi, có bơm không? Có bơm. Chị Thi Hiếu đổ nè, sao nó có kích bơm nè. Hai đơn tới lượt. Nhận đơn gia dụng quần áo nó không tặng. Chị Hiếu đổ ơi. Chị Thiếu Lỗ ơi, là chị đặng, chị đặt hai đơn. Hôm qua xe 75 không? Em hôm qua đâu có xe 75 chị, vô coi lại. Mango, quả lụi cũng có chân nghe Nguyễn Như ơi, chị Quỳnh hay tiếp chị. Mà bấm bấm vô cái live stream ngày hôm qua coi lại cục vàng ngày hôm qua em vẫn bán 79.000, không có bán 75.000 nha cháu ơi. 79.000 chị, đâu có 75. Ừ. Đâu có 75 đâu chị. Rồi bộ chữ mọi người nghe 50 62 cái đẹp mọi người nghe chữ đây. Lụa mango này chị Nguyễn Như ơi. Đẹp cực kỳ mọi người nghe chữ giùm em 85.000. 50 62 cái này mọi người mấy chị ơi, chữ giùm em 85.000 mấy chữ. Ai lấy chữ cứ chữ giùm em mọi người nghe. Rồi tay dài luôn mấy chị ơi, nữa màu đẹp ghê chưa. 50 62 cái này mọi người nghe. Rồi cái mã tay dài mấy chị ơi, tay dài em 85 luôn. Cái gì đâu có chút bò hồng đâu, chút gấu hồng mà liền gấu hồng qua mà. Bò hồng chết, không có bò hồng. Ai hả? Bò hồng lấy gì chứ? Chị Mỹ Thảo ơi, mà comment bò hồng lấy gì chị Mỹ Thảo ơi. Chị Mỹ Thảo lấy con bò hồng là bò nào chị, bò chị Mỹ Thảo ơi. Ngô Quyền á, Ngô Quyền không biết nữa chị ơi, Ngô Quyền không nhớ nữa. Rồi chị Mỹ Thảo ơi. Ờ bà hồng 95 nó tờ mấy mẹ ơi. Rồi mấy chị ơi lấy bộ này còn anh da mấy chị ơi, da em 85.000 nè. Rồi 50 đổ lên 62 thông báo lại vừa mọi người ơi da. Ừ phải rồi, có rồi chị, tờ ơi nó để sau lưng nó chị, mà nó kiếm trước mặt nó chị Mi Thảo ơi, rồi nó kiếm le lửng nó luôn chị. Ừ rồi lấy bộ này comment mấy chị ơi, da giùm em mấy chị nha, màu da em nè dễ thương á, con thỏ nghe mấy chị, hình ngôi sao này kia dễ thương á. Rồi da em 85.000 da. Ủa, quá đẹp mọi người nha. Không đúng thì gọi lại chứ sao. Dạ không chị Thiếu Lỗ ơi, chị có comment rồi, chị có comment bên em mới bấm đưa đơn chị ơi, xong đúng được nè. Bên em có gửi chị hai đơn hàng, một đơn đó là đồ bộ, một đơn là gia dụng, mà chị lấy gia dụng không có lấy đồ bộ. Đó mà bên em điện lại cho chị không có nghe máy luôn nha chị yêu nha. Đó bây giờ chị muốn mua là chị cọc cạc bên em mới bán nữa nha chị. Ừ còn nếu mà chị cảm thấy tụi em sai thì thôi, ừ mình sẽ sai chứ không gì hết trơn. Rồi 50 62 cái bằng đẹp người nghe, cái mã 19 mà nha, mango tay dài luôn á chị ơi, 85.000. Rồi lấy bộ này còn anh 19 thôi nha, 85.000 bộ, quá đẹp luôn á chị ơi, siêu đẹp cho mình luôn. Rồi lấy bộ này có tim đỏ mà nha. Bộ này quá đẹp mọi người ơi, 45 60 cái đẹp tim đỏ giùm em nha. Rồi 85.000 mã tim đỏ giùm em. Rồi cái này comment tim đỏ, mã 19 thì chị Quỳnh Quỳnh. 65kg ít lắm chị, này đa số 60kg đổ lại chị. Đa số là nó 60kg đổ lại là nhiều nha chị nha. Rồi mấy chị ơi, này cô gái mấy chị ơi dễ thương không? Rồi 50 đổ lên nha, 62 là vừa mấy chị ơi, cái mã hồng cô gái mấy chị ơi. Latin nha. Hồng cô gái dùm em, 85.000. Có rồi, mã 19 chị mới đọc 19. Ờ, cho em coi dép size 39 màu đen. Ủa cái gì 19? Ủa sao cái gì vậy? Chú gì vậy bấy? Có đọc 19 mà. 4, 15, 38, 07, 35. Có gấm đem lên gấm. Ok chị Nga Quỳnh nha.
gấm đem lên gấm liền. Rồi xếp 39 màu đen. Đây chị, đó 39 màu đen em treo đó chị, nghe đen chéo rồi chị. Đen chéo rồi chị. Tim đỏ cho chị Ái Lan Nguyễn, tim đỏ. 19 là bộ tay dài, mình đưa bộ tay dài chị coi. Mình đưa bộ tay dài không? Có đúng bộ tay dài, có bộ tay dài đó. Ờ đưa đi coi. Là bộ này phải không chị? Bộ này đó không chị yêu? Hồng cô gái chị Hạnh Ngọc Nguyễn, ok. Rồi tim đỏ hết, nghe có kem chị nám nghe chị phone lên học đây. Rồi nè, chị phải lấy bộ này không chị ơi? Bộ này, ủa sao tôi đọc 14 ta? Ok, Quỳnh Quỳnh nè. Rồi bộ tay dài trắng đó. Ừ. Không biết cái động lực nào mà bạn đọc 19 không biết nữa. Rồi 65 cái lì dừng, rồi nghe mấy chị comment sọc xanh. Sọc xanh giùm em, 65 này sọc xanh. Rồi mấy chị ơi, Latin nè, ồ bộ này đẹp quá rồi nha. Rồi comment xanh ngọc giùm em. 50-62 cái nẹp xanh ngọc, mấy chị gái nghe 85 nghìn. Ờ quá đẹp luôn. 50-62 cái nẹp xanh ngọc giùm em. Xanh ngọc giùm em 85 nghìn. Nước xa dài đó có chị Quỳnh Quỳnh nghe, chị Nguyễn Thị Tấn nè. Rồi mấy chị ơi, sọc xanh giùm em 85 nghìn sọc xanh. Rồi áo khác có size 5 không? Size 5 là bao nhiêu ký chị? Còn tay dài chị đếm lên cái tay dài. Đây nè, cầm ngay tay dài đúng rồi chị. Rồi cái tay dài này 7 là siêu xịn mọi người nghe. Em sẽ lên cho mọi người cái tay dài này đẹp lắm, mango. Đây. Xanh ngọc cho chị Nhung Nguyễn, xanh ngọc. Ok chứ yêu. Rồi xanh ngọc em hết rồi chị. Rồi cái tay dài mango mấy chị nghe siêu đẹp nha. Rồi cái này em sale cho mọi người nè. Đó. Rồi mấy chị nghe. 95.000. 95.000 mấy chị ơi, vải mango nghe, lấy bộ này mình mã 55. 45 đủ lên, 6 mỗi lại vừa mọi người nha. Cái mã 55. 55 giùm em mấy chị ơi, 95.000 bộ. Tay dài này dễ đẹp lắm mọi người nghe, mấy chị cực kỳ đẹp luôn, 95.000 bộ mấy chị nha. Rồi mã 57. 57 giùm em ha. 45 6 một cái đẹp mã 57 mọi người coi tay nè. Đó nhúng dễ thương không? Rồi 55 chị Dung luôn, ok chị Dung. Đó. Rồi 95.000 mấy chị nha, cái này hồi trước em bán 125.000 đó trời. Rồi cái mã 57 mấy chị ơi, 57. Bây giờ nó bán rớt giá quá mọi người ơi. Quá rớt giá rồi. Rồi mã 88. 60 cái lại vừa mọi người nha. 50 đổ lên, 60 lại vừa mấy chị yêu nha. Mã 88 cổ 2 lá luôn nè. Cổ 2 lá mọi người nha. Đó, lụa siêu đẹp mọi người ơi. Rồi cho em 88. Rồi bộ này hả chị, một bộ 95.000, 88-100 bích. Rồi 77 mọi người nha, quá dễ thương mọi người ơi, xuất sắc luôn. Rồi chế nào lấy bộ này chốt mọi người nha. Rồi ok chị Dung nè. Rồi lấy bên 77 mọi người nha, 77 giùm em, quá đẹp luôn. Rồi mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn, 07 mấy chị gái nha. 50-62 cái đẹp. Rồi 77 chị Dung luôn nè. Rồi chừng nào 07 mới chơi, 07 giùm em nha. Quá đẹp luôn mọi người nghe, lấy 07 chứ 07 nè. Đó top 03 tới rồi kìa. Rồi chừng nào 16 mới chị ơi, đẹp quá. Quá đẹp luôn. Rồi lấy comment 16. Rồi 07 chị Dung Nguyễn 07. 77 em hết rồi chị á là 77 hai bộ không? Đó em 77 không? 07 hả? 07 chị Lâm Định. 77 bộ nào thôi? Ồ 37 hết rồi mọi người ơi. Ừ. Rồi chị nào lấy của anh 16 mà chơi 16. 16 chị Lâm Định 16. 77 hết mà chị ơi. Cái cây mà chị cầm cái này cái hả? Phải phải đó không? Ờ tao giải nè, ơi trùng nè thi. Trùng nè. Nè giống này đi ơi. Có bộ này 77 không thi? Rồi ok, 77 với chị ấy Lan Nguyễn nè. Rồi 37 mọi người ơi. 37 giùm em nha. Đó, đẹp quá mọi người ơi, sale có 95.000. Rồi 45 60 cái đẹp mọi người nghe, cho mã 37. 37 giùm em nè. Rồi mã 53. Ồ cái màu đẹp quá mấy chị ơi. Rồi lấy 53, comment 53 mọi người nha. 53. 53 giùm em. Rồi ok chấm bích nè. Quá trời xuất sắc mọi người nghe, nói chung là
mango này phơi mấy chị bao đẹp luôn mấy chị ơi, quá đẹp luôn. Rồi à, này 37 không đây, phải 37 không? Rồi 37 chị Dung Nguyễn sửa mã đây nha. Cái này em đang tả không có bỏ sĩ này, ngày nay em có nói là chị 53 Dung Nguyễn, ngày nay em có nói là chị nghe. Cái này em đang like tả giá vốn nha, không có bớt sĩ nữa mọi người ơi. Rồi mấy chị gái nha. Đó, rồi cho em mã 54 45 60 cái đẹp, mã 54 nha. Đó mà chị Lam Bảo có lựa thì nói vậy em bớt chị Lam Bảo 5.000, em bớt vào 5.000 là em bớt cái tiền tiền vốn em luôn đó. Bớt cái vốn luôn á chị ơi. Ừ. Rồi chị nào lấy bọn này comment 22. Rồi 54 chị Bảo Bảo mua luôn. Rồi lấy comment 22 mọi người nghe, 22. Quá đẹp mọi người nghe, cái này nói chung là mango xịn mọi người nghe. Không bao giờ có giá này đâu mấy chị ơi. 22 giùm em. Rồi 54 hết rồi chứ ơi. Rồi mã số 5 mấy chị gái nha, số 5 giùm em nè. Đẹp lắm mấy chị, nói chung là cực kỳ đẹp. 22 chị Lâm Định. Rồi, á, ai lấy bộ này cho em mã số 5. 22 không biết có trước còn không nữa. Tàu ô. Cái cây này bán 95.000 là lỗ lắm là thấy ra đây. Để cho làm gì không mẻ. Cái này vợ mà ngồi luôn, cái bộ này là em lấy vốn trăm mấy luôn nè. Rồi, mã 5 là bộ nào thôi. Không biết rồi, đó rồi chị ơi. Rồi mọi người nghe mấy chị, ai lấy bộ này comment mã hồng. Mã hồng đúng rồi, cái này bán 95.000 lỗng nè, cái này giá cao cái đó. Thi mày làm ơn Phước Thi nè, mày đuổi Thi về tao coi. Rồi lấy hồng, chúc hồng mọi người nghe mấy chị hồng. Nhưng mà không có đơn là tại Thi ngăn đừng nói gì nhiều chứ. Rồi mã hồng mấy chơi. Rồi hồng cho trăm bít hồng nè, đẹp lắm. Nói chung là màu hồng với cái màu đỏ này nghe mấy chị gái nghe là em lấy giá cao lắm nè. Cái này em lấy giá cao lắm mọi người nghe. Ờ thật sự luôn mọi người nghe mấy chị, không đẹp không lấy tiền, trụ đẹp lắm. Ôi ôi mấy chị ơi, màu đỏ giùm em luôn. Mã hồng mã đỏ mọi người ơi, chị nghe cái là mango xịn đẹp lắm. Hồng cho dầu Nhật Anh. Ok Nhật Anh có hồng. Hồng cho Dung Nguyễn hồng. Rồi. Rồi hồng chị Trần Thị Hồng. Đỏ trăm bích đỏ. Đỏ chị Bảo Bảo đỏ. Đỏ chị Dung Nguyễn đỏ. Đỏ Diễm My đỏ. Rồi bà Quý Ngọc Lam sống này bán vô này chứ đẹp cực kỳ luôn á chị nghe, đỏ đỏ giùm em nha. Đẹp lắm. Nói chung là bao đẹp mọi người nha. Ừ. Rồi không vừa hết chị, không vừa để nữa em đổi lại cho. Rồi hãy lấy đỏ chút đỏ mọi người nha. Nghe hả? Rồi tao nói lỗ lắm mà bộ đó mà. Dạ 100.000 là bên em đi hàng nghe chị Quỳnh Thị tiếp thôi. Rồi lấy bộ này comment xanh đen mọi người ơi. Xanh đen giùm em nha. À lấy xanh đen nha. Em không có nói điêu mọi người nghe, em nói lỗ là lỗ. Rồi đỏ cho chị Ái Lan Nguyễn đỏ luôn. Đẹp lắm, nói chung là có lỗ là cực kỳ đẹp mọi người nha. Rồi đó, chừng nào lên có bé hả chị mua xay mấy hay chén nào giỏ thôi. Rồi chữ hồng. Xanh đen chữ hồng mọi người nha. 95.000. Quá rẻ luôn. Xanh đen chị Lâm Định ok. Nha chị ơi. Rồi cho chị một phiếu nha em. Bữa nay em không có phiếu chị Vinh ơi. Ơ à, có móc phiếu chứ lộn. Ừ. Ok chị Vinh. Rồi chị nào lấy bộ này cho em mấy chị em. Mã số 202 45 60 cái con đẹp ngồi nghe 02. Chị lấy cái mã đỏ mày. Ừ. Rồi ngón bé hả. Rồi ok. Ừ. Rồi chị nào lấy bộ này comment 02 mọi người nghe. 45 60 cái con đẹp 02 mấy mấy chị ơi. 95.000 02 02 với chữ hồng. Rồi 45 60 đó là vừa chiến chị ơi. 95.000 02 chị Dung Nguyễn 02. Xanh đen chưa? Ờ xanh đen chốt rồi. Rồi à, quên xanh đen có người chốt mấy mẹ làm chậm chứ à. Còn màu hồng chơi chốt nè. Gọi luôn, gọi Trần Nhật Anh ok.
Rồi em kiếm lớn. Rồi 45 60 kiếm đẹp ngồi ngay cho má 23. 23 giùm em mới chơi lấy 23 chút 23 mấy chị gái ngay 95 ngàn. Quần em 10 đùi 45 ký là chị Trinh Quỳnh. Rồi trả lời bộ này comment 23. Áo lẻ cho mấy trai 40 ký không có chứ ơi. Không có. Ừ. Rồi 39 mọi người ơi. 45 60 ký đẹp 39 giùm em. 23 chị Phạm Nga. Rồi lấy comment 39 mọi người nghe 39 giùm em nè. 23 đúng coi coi 23 không có trùng rồi. 23 không có trùng rồi. 02 02 còn không ta? Rồi 02 hết rồi cho anh Thi Trần ơi. Rồi à, lấy bộ này chốt mọi người nha. Quá đẹp luôn, cổ hai lá luôn nè. Rồi cho mã 42. Mã 42 mọi người ơi. Đó. 45 60 cái ngẹp mã 42 nha. Rồi cho lấy 42 comment 42 mấy chị ơi, 42 quá đẹp luôn nè. Rồi 39 thì chị Bảo Bảo nè. Rồi chị nào lấy bộ này comment 03 giùm em nè. Ồ đẹp cho mọi người ơi. 45 60 cái đẹp 03. Ở đâu bán 95 ngàn mấy chị nghe, không ở đâu bán hết trơn thiệt. Rồi 03. Em thấy chị không mua em có trả lời chị đó chị. Em có trả lời cho chị rồi đó chị yêu ơi. 42 cho Diễm Miên bộ 42. Chào Nguyễn ơi, không vừa để nữa bên em đổi lại cho chị nha chị yêu ơi. Rồi đó, bộ này comment 03 em mấy chị 03. Mua lớn dữ rồi ta. Rồi mấy chị ơi, 41 giùm em nha. 45, 60 cái đẹp 41. Ừ. Rồi, độ 2 dây 55 ngàn còn. Còn giống mình nó lấy mấy bộ. Lấy mấy bộ thì không mình ơi. Ở shop Kim Hương bán hừ. Rồi mấy chị ơi, lấy bản này comment 41 em nha. 45, 60 cái đẹp 41. 41 em nha. Rồi mấy chị ơi, mã 9 giùm em nè. Quá đẹp luôn. Rồi 41 chị Dung Nguyễn 41. Rồi lấy bộ này comment mã 9 mấy chị ơi. Mã số 9 giùm em. 41 hết rồi. Rồi comment mã 51 giùm em nè. 45 60 cái đẹp người nghe comment mã 51. Mã 9 chị Dung Nguyễn mã 9. Rồi chị nào lấy chốt người nghe mấy chị quá đẹp luôn. Comment 51 người nghe có 95 ngàn quá đẹp luôn. Đẹp mà còn rẻ nữa mọi người nghe mấy chị. Mấy chị lấy tỷ không bao giờ được giá này đâu. Em cam đoan mọi người luôn hà xịn mà. Rồi mã 6 mọi người nha. Mã 6 giùm em. 45 60 cái đẹp mã 6 nha mấy chị ha. Quá đẹp luôn mấy chị mã 6. Ôi bộ trên da em đẹp ghê không có lấy ta. Rồi mã 26 mấy chị ơi. 26 giùm em luôn. 45 60 cái đẹp 26 nè. Quá đẹp luôn 26 chụp quá đẹp quá. 26 giùm em. Chị mua size bao nhiêu ạ? Chị Thấm Quỳnh ơi. 6 chị Dung Nguyễn mã 6. Rồi chị nào lấy bộ này bên 46 nè. Mã 46 mọi người nha. Quá đẹp luôn. Hãy lấy 46 cho 46 mấy chị ơi. 46 26 chị Dung Nguyễn nè. Lấy chị bộ sọc xanh bi ma tay ngắn. Ok bộ sọc xanh đó đây. Cho chị Hằng Nguyễn. Ok chị đẹp. Rồi mã 11. 46 chị Bảo Bảo. Rồi 46 hết mọi người nghe 11 nè em nè. À lấy 11 cái 11 chị ơi 11. Đó. Ok chị Luôn Mai mã 9. 51 chị Mai Sương. Rồi lấy bọn này 11 chị ơi 11 dùm em. Quá đẹp mấy chị ơi 11. 95 nghiện bộ thôi cả nhà mình ơi. Rồi mấy chị ơi mã 09. 09 nha. Size 42. Ok cảm ơn chị Kim Ngân. Rồi lấy bộ này chốt mọi người nha. 42 49 ngàn không chị. Rồi lấy bộ này quanh 09 mọi người nghe 09 giùm em. Rồi cái này mình 04 mọi người. 45 60 cái đẹp 04 95 ngàn. 09 chị Dung Nguyễn. 46 em hết rồi chị Lương Anh ơi. Rồi chị nào lấy bộ này chốt liền giùm em mới chơi 04 giùm em 95 ngàn. 60 ký ha. Chị lấy có bẹ hay là dây? Ôi em thấy cái bộ này đẹp ghê, sao không chị nào lấy trơn rồi. Rồi 04 chị Bảo Bảo. Bộ này đẹp ghê mọi người, 03 nè. Mã 03 mọi người nha. 46 hết, 03 tôi nhớ 46 người chốt rồi. 04 chị Bảo Bảo nè. Rồi 46 hết mọi người nha. Rồi lấy bộ này mình
gì quên rồi, 03 03 mấy chị, 03 đẹp cực kỳ luôn nè mấy chị ơi, 03 cho nó lấy 03 03 giùm em. Rồi mấy chị ơi, 57 45 60 đẹp mấy 57. Mưa lớn quá, đúng rồi, chỗ em thì mới có mưa rào thôi mấy chị ơi, mưa rào thôi. Rồi ok, đưa cái bộ không lạnh đúng màu đây chị coi đi. Xe bự đất coi. Rồi mấy chị ơi nè, mã 57 giùm em mấy chị ơi, siêu đẹp nha. 57 nè. Em thấy bộ nào cũng đẹp hết trơn người nghe mấy chị. Rồi cái mã hồng chữ nha, 45 60 cái đẹp hồng chữ giùm em. Hồng chữ mọi người nghe mấy chị, làm như là bảo không mấy chị. Làm như bảo không mấy chị. Rồi bộ đỏ mọi người mấy chị ơi, đỏ này mình em á. Thôi lấy đỏ chút đỏ giùm em. 45 60 cái đẹp mã đỏ mọi người nha. Đó, quá đẹp luôn mọi người. Rồi 95.000 một bộ. Rồi để em coi coi em sẽ lên cho mọi người cái gì đây. Rồi hồng chữ chị Bảo Bảo nè. Ok, có dập ly mà quần ống rộng không, hình như nó có một hai bộ á chị. Rồi bây giờ em sẽ siêu xả cho mọi người cái mẫu này đó mọi người nha. Đóng tiêu rồi. Đây mọi người nghe cây này nè, tay dài mà gấm. Ok, màu đỏ dập vàng gỡ luôn, gỡ gọi. Ok chị, đây có đỏ luôn chị Hằng Nguyễn nè. Rồi mấy chị nghe, cái này á là nó gấm nha mọi người nha. Trời ơi mấy chị coi cái bộ này nằm ở trên mặt mấy chị nghe nó dơ nè. Trời ơi cái bộ này nó dơ, bởi vì gấm cái bọc mọi người nghe cái nó dơ gì đâu luôn nè. Đó mọi người thấy không. Mấy chị. Rồi quá đẹp luôn, cái bộ dơ để qua bên đi chút xíu à bán tặng sao. Rồi mọi người nghe, gấm tay dài nha mấy chị ơi, cái này là siêu đẹp em nghe, không đẹp là không lấy tiền nó. Cái này em xe cho trống nhà mọi người nghe mấy chị, nó chắc gì mà nó cũng bụi đó mấy chị, chắc gì nó cũng bụi đó. Rồi đỏ chị Lu Mai, có đồ bi 70 kg không? 70 kg có nghĩa là chị mua thun phải không chị ơi, phải mua thun không? Đỏ chị Lu Mai nè. Rồi bây giờ gắm mọi người nghe, bây giờ em đọc màu lên xong em nói giá một tháng sổ mau nè. Màu này xanh đậm nha, màu này xanh biển, màu này xanh ngọc, màu này màu hồng đó, màu hồng. Rồi màu da, màu xanh đen, màu vàng, màu đỏ. Trời ơi nó nhiều màu dữ vậy. Đó có 3 cây thôi mọi người nha. Rồi chị nào kêu em coi cái ngủ bơ bơ mà 60 kg nè. Còn có 2 màu là nó thôi. Chị là còn có 2 màu này chị, màu đỏ mà còn rớt nghe. 55.000 bộ, 55.000 bộ. Rồi gắm tay dài này em sao cho người luôn, đẹp cực kỳ đẹp luôn mọi người nha. Rồi 75.000, 75.000 bộ gắm tay dài nha, bán tặng cho mấy chị bạn mùa mưa luôn, bán tặng cho mọi người bạn mùa mưa. Mấy chị nhớ em nha, gắm này là gắm mềm, gắm mịn, có độ co giãn nhẹ mọi người nha, chứ không phải là gắm khô gắm cứng mọi người nha. Và bộ mặt 68 kg ha, không biết em coi có số 5 còn không, em cũng vàng ơi, số 5 số 6 chọn số 5 số 6. Rồi bộ mặt là thun nha mọi người nghe mấy chị, nó bi bi mà 70 kg em còn, bi 70 kg em còn xíu lên nha. Rồi chờ lấy gắm tay dài chốt mọi người nha, nói mấy chị lấy bán lấy cái này cho em thiệt đẹp cực kỳ. 75.000 và trăm bít bằng cái phom nẻo có vừa nha, trăm bít bằng cái phom nẻo có vừa rồi, trăm bít nha. Đó siêu đẹp mọi người nha. Rồi mấy chị ơi quá đẹp luôn nè. Có bộ này thì nó màu sao, bộ này bự nè, sao lọt vô bộ này bự mọi người nghe. Bộ này thì 65 này vừa nè, màu da mua cho con phải không? Ok mua cho con bà thì được. Đó, 75.000 thông ghép này mặt bi có nè chị ơi. Rồi có màu xanh này bự mới nha. Đó, rồi 75.000 cả nhà mình ơi, lụm mấy chị thiệt siêu rẻ luôn, không rẻ, không rẻ, không lấy tiền mấy chị nha, tại em xả kho mọi người ơi. Rồi lấy bự thì cho em, đây bự xanh này cho bà nè. Rồi mấy chị ơi đẹp ghê luôn nè. Rồi quá đẹp nha, bây giờ là em còn này nè, nó cái mình da bự, da bự nha. Đó, da bự với lại trắng bự với hồng bự. Rồi xanh đen nè, ok giá là Nguyễn xanh nè, màu da màu xanh, màu da màu xanh 60 kg. Em lấy xanh này cho bà nha, màu da màu xanh 60 kg nè. Đây màu da nè, da nè cho chị Anh Thi nè. Rồi da nè cho chị Mai Thị Kim Chi da,
rồi màu hồng màu trắng, rồi xanh trên vai, chị Thấm Quỳnh xanh trên vai. Rồi mấy chị ơi nè, màu hồng bự giùm em á, 65 đó là vừa hồng bự, hồng bự nha, da dài xanh đen đó chị. Ok nè, xanh đen là cho chị lưu giỏ nha, xanh đen, xanh 65kg em hết rồi, em còn màu hồng với màu trắng. 65kg em còn hồng với trắng, 65kg em còn hồng với trắng mọi người nha. Đó, siêu đẹp giùm em nè. Rồi cái này thì 60kg lại mấy chị ơi. Rồi màu vàng nè, màu vàng em coi số này số bự số nhỏ. Rồi màu vàng này cũng 65 nó lại luôn mọi người, 55-65 cái bằng đẹp người nghe. Nó tay dài mà xem mọi người có 75.000 thiệt luôn, không ai bán gì chứ mấy chị nha. Rồi cái này nhỏ nữa chị ơi, nó màu xanh nhỏ nè, màu vàng nè, màu hồng, số nhỏ là 60kg lại mọi người nha. Số nhỏ là 60kg là vừa em hết nha, và xe luôn 75.000. Em theo chủ yếu chống nhà mọi người nghe mấy chị, nó siêu đẹp luôn. Rồi màu hồng nghe mấy chị ơi, hồng nè, màu hồng, màu vàng. Rồi trắng cho chị Kim Cương nè, quá đẹp luôn nè. Rồi vàng cho Diễm My Dương Thị vàng nè. Rồi hồng cho Trâm Bích Hồng nè. Rồi chị nào chốt mọi người nha, quá đẹp luôn mọi người ơi, 75.000 ghê quá. Đó, mấy cái chấm này bằng dễ thương cực kỳ luôn mọi người nha, quá đẹp luôn. Rồi hồng cho Thấm Quỳnh Hồng nè, Thấm Quỳnh Hồng này nè. Cái gì? Bộ vàng là của công ty đó. Hồng 65kg hết. Thun bi, có thun bi nữa hả? Có. Xanh ngọc. Ok, xanh ngọc cho Kim Thí. Màu da 65kg hết rồi. Rồi xanh biển là Kim Thí rồi, lấy đủ màu đi Kim Thí ơi. Màu hồng thì cũng đẹp mà Thí ơi. Thì cái này là em theo mọi người nha, thật sự mọi người nghe chống nhà. Đây mọi người coi nè, ngày hôm qua là ở đây nó đầy luôn mọi người, nói chị trong đó nó đầy luôn đó. Đó em mua ở trong đó ra đó mọi người nghe, nó em giải quyết đó mọi người, còn ba lô, còn ba lô thôi mọi người nghe, chứ trong đó ngày hôm qua là cứng nhắc ở trong đó luôn mọi người nghe. Đó đó thì mình xách cái bụi bặm mọi người nghe. Ham ơn mọi người ơi, cái này em mới ôm đồ lại đó. Em mới ôm đồ lại mọi người nghe, chị em mới xeo bớt trong nhà xong rồi mới ôm đồ tiếp mọi người nghe. Cái này á mấy chị không phải là hàng tồn nghe, mấy cái này là tại vì em ôm số lượng lớn mọi người nghe, về lay không kịp, về like không kịp mọi người nghe mấy chị. Thì còn bên đây mọi người mấy chị còn có đồng em chưa like nữa đó, ôm số lượng nhiều mọi người nghe, mấy chị like không kịp, like không kịp mới có về đồ mới hoài mấy chị nha. Rồi xanh ngọc nè, hồng mọi người mấy chị ơi, xanh biển, vàng, đỏ nữa chị ơi, nó toàn là màu đẹp không à, nó không đẹp không lấy tiền mọi người nha, siêu đẹp luôn á, đám đẹp lắm. Thì em nhập vô 80,000 mấy chị. Ôi ôi mấy chị ơi, rồi xanh đậm nè mấy chị đó, 60kg là vừa xanh đậm giùm em nha. Rồi cho nó xanh đậm, anh xanh đậm mọi người nha, nó tay dài mà em theo mọi người có 75.000, siêu đẹp luôn mọi người nha. Rồi xanh ngọc cho chị Lê Thị Nhu. Ok chị Nhu có xanh ngọc nè. Rồi hồng cho chị Thư Lê Hồng. Ok Thư Lê có hồng, màu nào cũng đẹp hết trơn mấy chị nghe, thầy cầu mấy chị coi nè. Là gần cái mình gắm nó đẹp xuất sắc luôn mấy chị gái nha. Nói mấy chị là mua 2 bộ thôi, đừng mua nhiều thiệt. 2 bộ có 150.000 để dành bạn mua, để dành bạn mua nha mọi người nha. Rồi em qua mẫu đó coi. Cái này là cái gì đây? Cái này hình như tay dài nó gì nè. Ôi ôi mấy chị ơi, xanh lá 45-60kg bằng đẹp xanh lá mọi người nghe chị ơi, mango. Rồi 95.000 mã xanh lá giùm em nè, 45-60kg đẹp xanh lá. Rồi chị nào đó mình 03, 45-60kg bằng đẹp người nha, chứ mã 03 giùm em nè, 03 giùm em mấy chị ơi, 95.000 bộ hoa hồng này siêu đẹp luôn mọi người nha, 95.000 mã 03. Rồi mã 04 giùm em nè, mango tay dài mọi người nghe, siêu đẹp mấy chị ơi, sale 95.000. Rồi 45 đổ lên mấy chị nha, 60 lại vừa. Rồi bộ gấm xanh đậm này cho chị Lu Mai, 03 cho Bảo Loan. Ok Bảo Loan có 03 nè, quá đẹp luôn cục vàng ơi. Nhớ vô phút này vô mánh có 95.000 bộ à. Rồi lấy bộ này comment 18 nha. 45 60kg đẹp người nghe, chứ mã 18 giùm em mấy chị yêu nha. Ôi ôi mấy chị nó đẹp gì đâu luôn mọi người nha,
Rồi cho em mã 18. Rồi cho anh lấy 18 cho 18 giùm em. Rồi mã 50. 50 nha. Rồi gửi luôn cho chị Kim Cương, gửi luôn 04 cho chị Quỳnh Quỳnh. Gấm vàng cho chị Lu Mai. Này 04 nè, chị Quỳnh Quỳnh. Rồi cho anh lấy bằng lên mã 50. 45, 60 cái đẹp người nghe cho mã 50 vậy mấy chị. Quá đẹp luôn mấy chị ha, 50. Rồi cho anh lấy 50, comment 50 giùm em. Rồi cho anh lấy bằng này comment mã 29 người nha. Đó, 45, 60 cái bằng đẹp người nghe cho mã 29 giùm em nè. Rồi cho anh lấy 29 cho 29 mấy chị, mã 29 giùm em. Siêu đẹp luôn mọi người ơi. À, bây giờ sẽ lên cho mọi người cái này là cái gì trời. Không ba hết rồi chị Lô Ma, không ba. Rồi không biết cái này cái gì nữa chị nha, siêu tặng luôn. À. Gọi luôn, hỏi gọi luôn nha. À, dạ chị Kim Chi ơi. Em thấy không có gì nó tút nè. Điện thoại cháu nghe máy. Nói không có bà nội ở nhà. Rồi điện lại không nghe máy, rồi em gửi gì đâu chị? 29 chị Lan Phương. Chị ơi, rồi gửi gì đâu chị? Có biết đâu đâu gửi cục vàng ơi. Trời ơi chị. Chị ơi chơi, bà thấy em không? Trời ơi, cái cây này. Đây mà ngồi nghe. Nó trùng sâu chứ gì. Rồi, trùng sâu thì bán tặng theo trùng sâu nha. Bà nào nhanh thì có, chồng không có nè, dễ thương không? Bộ đỏ chữ hơ, Latin xịn, ai lấy bộ này đỏ 70 ngàn, sáng mới gọi cho chị rồi kìa. Chị Mai Thị Kim Chi. Ủa đâu gọi đó ta? Mai Thị Kim mình có 2 chị nha, 2 chị Kim, 1 người số 0, 1 người số 2, số 7. Bộ này lạ quá nè. Số 7 này, số 7 á. Có 2 chị, 1 chị. Rồi đó chiều tụi em giải quyết cho chị nha. Rồi đó bộ này của anh đỏ 70. Đỏ sale, đỏ 70 ngàn mọi người nha chị ơi. Đỏ tiểu thơ nghe 45, 60 cái này mọi người mấy chị ơi, sao tin thiện luôn 70 ngàn. Lộn không chị. Đỏ 70 chị Thư Lê nè. À chị Mai thì Kim Chi nó tặng cái lầm rồi đó. Rồi sao cũng còn nguy hiểm vậy, địa chỉ đâu? Đâu có hai cái số điện thoại đâu có liên quan đâu. Trời ơi, nó nhập điện thoại nó không lưu. Nó nhảy lại cái cụ mình đã ghi không nghe máy rồi. Nó nhảy lại đó. Trời ơi, chết tôi luôn. Ok, chị liêu giỏ bộ đỏ nè. Nó giết tao đi. Rồi ok chị, rồi em cảm ơn chị nghe rồi biết rồi. Rồi, đó luôn khỏi gọi. Rồi, đỏ 70 cho bà Nguyễn Huệ, bộ đỏ 70 nè. Rồi, bộ xanh này mấy chị gái nghe, bộ xanh này 70 gồ xịn luôn. Trời ơi, mấy chị ơi, siêu đẹp nha. Rồi, đỏ hết rồi, hết đỏ rồi nha. Rồi, hai quần mặt đậm, mẹ đi. Rồi bộ xanh này theo mọi người mấy chị ơi, có 4 bộ nè. Mango nghe, rồi bán chị 75 ngàn luôn. Xanh 75 ngàn người nha. Xanh 75 ngàn nè. Ok, vô lưu giỏ bộ xanh 75 nè. Rồi xanh mấy chị ơi 75 ngàn. Rồi xanh 75 ngàn. Quá trời mẫu đẹp luôn chị Quỳnh Trang ơi, quá trời sale luôn. Chị mới dạy em sale gì đâu, 20, 30, 40, 50. Đó toàn là chục không rồi chị ơi. Đó. Rồi lấy xanh, comment xanh giùm em nè. Xuất sắc luôn. Trời ơi. Đó, nó làm đơn mà nó không gửi nguy hiểm, nó không gửi gì hết trơn. Nãy giờ ta không dám mắng bả luôn. Rồi giờ lấy xanh, chút xanh rồi nghe, xanh đẹp lắm mấy chị. Xanh siêu đẹp luôn, sao nó quên khúc đó quậy bay. Rồi lấy xanh, comment xanh giùm em. Xanh chị Nguyễn Ngọc 75 xanh. Dạ chị, mẫu đẹp không à bà ơi. Mẫu đẹp không. Xanh 75 kim thí. Xanh 75 ngân kim. Xanh 75 chị Tiết Nguyễn. Giúp điện lại giùm em, Cẩm Thí. Không, thấy chị thấy chị avatar cân bạn đẹp. Thí ơi, Thí mua giùm chị cái cà sẵn 50 ngàn nha, Thí nhớ chị không? Chắc nhớ mới kiếm chị, biết.
Rồi, đỏ không có em lấy xanh. Ok, không có xanh, bà không có đỏ ngang kim nha. Chị biết, tại đi, bữa nay chị lỗi cùi rồi, chị ngồi đây cho nói chuyện với cưng luôn. Hà An, nhớ chị không? Nguyễn Hữu Thành, nhớ chị không? Rồi bây giờ bọn bà còn là chị Nguyễn Diệu Muôn Nhiều, dép treo đế hả chị? Hai ba phân nữa chị ơi. Bây giờ Thí ơi, Thí à, Thí làm ơn, Thí mua giùm chị cà Vina 50 được không? Rồi chị gửi hàng địa chỉ cũ của Nguyễn Hữu Thành đúng không? Hay là địa chỉ của Hà An? Em muốn gửi địa chỉ nào cũng được hết trơn, chỉ cần cọc cạc thôi. Rồi Thanh ơi, chị Tiên Nguyễn nói rồi, tùm lum hết trơn. Trời nó nghe nè, tính ra bà Diễm Phúc lấy ghê không? Nó có mình ơn mình một đống tên luôn, tôi thật sự luôn mà ngồi nghe có hai cái tên mà còn nghiêng ngả thị phi. Rồi bao nhiêu bộ là 60.000. Có hai cái tên ngồi nghe, em có hai cái tên đó chị nghe, tên Kim Hương với là tên tính ra là tên thụ thôi mà ngồi nghe. Ở nhà em có tên cái dễ thương mà ngồi nghe mà chồng em cực kỳ thích kêu. Ừ, không hiểu lý do sao mà còn khen nữa, chỗ cái tên em dễ thương. Trời ơi, tao nghe tao muốn hối muốn chết luôn. Rồi. Thế à, dạ, nhớ người cân, nhớ người nghe rồi, giờ lên bán tiếp. Ừ. Rồi, bộ này mấy chị ơi đẹp không? 60kg lại mấy chị Hoàng Dừa nghe. Rồi, bộ này siêu đẹp ngồi nghe, rồi sale bộ này cho mấy chị 75.000. Có Latin lửng không? Dạ có chứ chị. Rồi lấy bộ này comment màu đen mấy chị ơi, đen em, mấy chị đen 75.000 nha, đẹp cực kỳ. Thôi không được chị, cái tên nó để mình anh chồng em biết được rồi. Bộ mặt chị Nguyễn Diệu mà mua xe máy rồi đấy, em coi chị Diệu như ký ta. Chị Diệu mặc xe 4 mà còn màu gì thay bộ mặt đó đây. Rồi đỏ mọi người ơi, lấy đỏ comment đỏ nha chị ha, đỏ 75.000. Đỏ 75.000 mọi người nghe, 50, 60 cái đẹp đỏ 75.000 mấy chị, đỏ 75. Hết hả? Rồi bộ mặt mà hết size luôn rồi chị Diệu ơi, còn một cái đếm lên cho. Rồi bộ này comment xanh xanh đậu mọi người ơi, 50, 60 cái đẹp xanh đậu nè, ngay mấy bỏ lùng tục đi kiếm cái tên tôi giữ thôi nha. Rồi xanh giùm em chơi rồi, xíu đỏ màu. Rồi xanh giùm em mới chơi, xanh giùm em 75.000 luôn. Rồi lụa 70kg không có, chút thơ phương ơi. Lên tơ hoa 56kg, chứ ngồi chị Nguyên L hay là XL chị Nguyễn Quyền. Rồi lấy bộ này comment chuột hồng. Ồ dễ thương ngồi nghe, chuột hồng 75.000 luôn. 50, 60kg đẹp ngồi nghe, chuột hồng 75.000. Đen 75.000, chị Trần Kim Cúc ok. Ok, tên đùa liền. Rồi mấy chị ơi, cái này xuất sắc luôn mọi người nha, này đẹp lắm. Rồi bộ tay dài này sale cho mấy chị luôn nè, 75.000, tay dài. Ờ, mấy chị mua bộ này tết bận nha, tờ ok nè. Táo bọng tùm lum lá hết trơn. Rồi lấy giùm em táo mọi người nha, lấy táo chút táo. Táo 75.000 luôn. Chị mua hết cái này cho em coi tờ, cho nó chống nhà coi tờ. Rồi satin con gấu cam 50-62 cái đẹp người nghe chị, còn bên gấu cam em nè. Đó, gấu cam 75.000 luôn. Đó, cho mọi người hết mức sợi mộc luôn. Gấu cam 75. 36 chị Lan Phương 36 nè. Chuột hồng 75 chị Phạm Diệu cho xuống gọi lên. Xanh đậu 75 chị Tiết Nguyễn nè. Tiểu Hư 55 cái không có chị Bích ơi. Tiểu Hư 55 cái không có. Cái lộn 65 cái không có, mua phạt à. Rồi tay dài là đẹp cực kỳ mọi người nha. Đó, xuất sắc luôn. Rồi cái mã đỏ đô, tới cái lợi dừa đỏ đô 80.000. Rồi táo 75 luôn, chị Diệu ơi cho xuống hội. Ta tướng như chị, dạ bạn L 56kg, thích bạn ngon là bạn L là đẹp cực kỳ luôn nha chị Nguyễn Nguyễn ơi. Rồi mấy chị ơi. Đó, rồi tay ngắn, xanh đen tay ngắn mọi người nha. Rồi lấy chốt tay ngắn mọi người ơi. Tay ngắn 75.000 luôn đi. Rồi tay ngắn 75, tay dài 80. 60 phiếu lại vừa ngay chị Trần Thắng đây. Latin này đẹp lắm, nói chung là cái này mọi người hiểu không? Có nghĩa là em bán nó còn rớt lại mọi người nha. Nó cái này bữa nay em đang, ngày hôm qua nay em đang chi ăn cho mọi người á. Em đang chi ăn cho mọi người cái này á, mấy chị nghe nó trong cũng như là mọi người đã ủng hộ em quá trời nhiều đồ đúng không? Bây giờ mấy chị rồi mua được cái lô này nó chị nghe rẻ cực kỳ. Tay dài 80, tay ngắn 85. Lụm mấy chị ơi. Quần ca kinh lửng không muôn. Dạ không, không chị Như Quỳnh ơi. Chị Như Quỳnh nhận được đơn kêu, kêu em chơi chị Như Quỳnh. Rồi ok chị Diệu, đợi em kiếm lên cho. Rồi ca tay dài này 102, là mô phạt 95.000 nè. Rồi mấy chị ơi mở 140. Rồi 45, 60 cái này mở 140, 95.000.
3140, xanh đen chị Nguyễn Huệ 95 nghìn, à lộn, một hoặc 75 nghìn. Rồi, ok, đợi em xíu nè chị ơi. Xanh đen 75 em hết luôn rồi nha. Rồi, hello, con này có mã 18. Ở trong cây này là thay cây 75 ngàn là như có mã. Không có xe 5. Vậy hả? Ủa mã 6 là cái gì vậy chị ơi, gì nè. Chị gì nè, chị gì, mã 6 là cái gì vậy chị? Chị Lan Phương ơi, chị lấy mã 6 là cái gì chị Lan Phương ơi? Rồi 18 người ơi, 45, 60 kiếm đẹp 18. Mã 18 nghe, tay dài nè, em xem nó giờ 95 ngàn đó chị. Nói chị nào hốt hốt em mới giờ 95 ngàn. Đẹp cực kỳ luôn. Mấy chị nghe siêu đẹp giùm em luôn nè. Quá đẹp mọi người nghe, mã 04. 45, 60 kiếm đẹp 04 mọi người nha. Đó, 95 ngàn bộ nè, chị Dung đi ngủ hả chị Dung? Đó, lộn khúc này. Buồn quá. À, chị nhiêu chứ chị? Rồi 45, 60 kiếm đẹp 19 giùm em nè. Bây giờ sáng rồi mọi người ha. Tay đẹp cực kỳ. Chị Lan Phương á, mã 6 bên 75 ngàn á. Không bốn cho Bảo Lon nè. Này 18, này 140. Này 19. Rồi này 04 nè. Chị Trần Thị Sự nhiêu ký? 3675 ngàn là cái gì vậy chị ơi, ơi. Rồi mã 14. 45, 60 kg đẹp 14. 14, người nghe nói 14 chứ 14. Dạ đi rồi chị khỏi coi. Chị Nguyễn Diệu thôi. Rồi ông chị Nguyễn Huệ đi rồi khỏi coi. Chị khi em mà leo lên đây rồi nghe chị gái nghe là có nghĩa là hàng quá tụi em đã giải quyết ổn thỏa xong xuôi rồi. Em mới leo lên em like nha chị nha. Rồi 12. 45, 60 kg đẹp 12 mọi người nha. Đó. Chị nào lấy 12 chút 12 mọi người nghe, trừ phi bữa nào đơn nhiều. Bữa nào đơn nhiều á là tụi em mới gọi tới chiều nghe chị Nguyễn Huệ nha. Rồi mã 05. 45, 60 kg đẹp 05. 12 cho Bảo Lon 12 nè. Bà Bảo Lon này, Bảo Lon nào bà mua vô này vô mánh dữ rồi. Em có ngăn nè, mua dữ hơi Lon ơi. Trời ơi. Đó, rồi mấy chị ơi chứ mã 05. Ngày qua chúng tới 18 hả Lon. Rồi là Bảo Lon ngày nay con chúng số 2 ngày quá Bảo Lon nghe khai thiệt đi. Nói giỡn nghe đừng chữ luôn nghe trời. Rồi 05 mấy chị ơi 05. Đó. Còn ghép không chị? Còn ghép là còn ghép hay là còn ghép? 12 hết rồi. Lấy em 14 nữa không chị? 14 nữa không? Trời ơi ơi ta dạy còn đây nè thôi. Rồi mấy chị ơi nè, khoan nó lấy ra màu này các bác. Nó là dài nó bắn nhiêu thôi. Ồ ồ cái này nguyên cây màu bự luôn nè Thi ơi. Trời ơi vui quá sai em ơi. Rồi cái này cây nhỏ. Ơi Thi ơi lọc cái cây này coi đi. Rồi còn ghép không chị, ghép là cái gì vậy ta? Rồi mọi người chị nè, cây gắm tay dài bự luôn nè. Rồi 65 lại giùm mọi người nghe nó, gắm tay dài mà em xem mọi người có 75 ngàn nè. Rồi màu xanh, màu vàng, màu ruốc. Màu ruốc mọi người nghe chơi, màu da nè, màu trắng nè. Hồi nãy comment đóng được, comment lại giùm em mọi người nha. Trời ơi mấy chị, rồi màu xanh đậm nè, màu hồng đậm nè. Rồi 65 nó lại mấy chị bạn đẹp nha, chưa tìm được cây ngốt luôn hết đây. Ừ, xanh chị Mai thì kim chi xanh nè, quá đẹp luôn. 75 ngàn mọi người nha. Ai lấy xanh chút xanh giùm em nha. Không lẽ nãy thả lên trên kệ lại ra. Rồi mấy chị ơi, gắm tay dài mà xe có 75 ngàn à, màu hồng. Hương ơi cho chị một phiếu cho anh. Ok chị yêu nè. Rồi da chị Tâm Nguyễn nha. Giá chị mua tay nhiêu chị yêu nghe em. Còn size 37, 38, 39. Rồi xanh với da. Hết da. Còn xanh nha chị Bích Văn Đinh Thị ơi. Hết da chị ơi. Rồi em còn xanh đậm màu bộ trắng để sáng rơi nè. Rồi màu hồng rút. Màu vàng. Rồi hết da rồi chị Bích Văn ơi. Ôi ôi chị ơi màu hồng đẹp ghê nè. Rồi 65 lại mấy chị bằng đẹp nha. Ừ, mấy chị ơi 75 ngàn đẹp ghê luôn nè.
đâu văng ra cái này gì ghê vậy? Tôi lấy cái ngón để tao thả lên trên máy lại. Này cái này ngón nó vậy nè. Không phải quần dài. Giá 79.000 thôi nghe chị Thanh Nguyễn ơi. Giá 79.000 thôi chứ ơi. Rồi mấy chị ơi, bộ thiết kế nha. Cái bộ thiết kế này á, thì nó em còn size nhỏ thôi mọi người nha. Đó, bộ này em còn size L. Rồi đó. Ok chị Phạm Ngọc Như nè. Rồi bộ này mọi người nghe, size của nó là từ 45 đổ lên 55, 56 lại mấy chị bận vừa nha. Rồi Hồng cho chị Tâm Nguyễn Hồng nè. Rồi bộ này em sale cho mọi người nè mấy chị nghe. À lấy chỗ em mấy chị ha. Cái quần là bằng manh gồm mọi người nghe mấy chị. Áo này nè, lần bằng không bu riết mọi người nghe, siêu đẹp em luôn. Rồi sale mọi người 95.000 luôn. Vậy nào lấy chỗ mấy chị ơi, xanh coban. Xanh coban em 95.000, xanh coban. Rồi đó, comment xanh lá mọi người nha. Đỏ với này cam. Chị nào nhỏ nhỏ mua mọi này đẹp mấy chị ơi, 55, 56 lại là cực kỳ ok luôn. Không bao giờ có giá này mọi người nha. À, em sĩ còn có giá 95 nữa mấy chị, thiệt luôn á. Tại vì cái này bảo hẩm em về em bán 135.000 mấy chị nha. Là bảo hẩm nó còn dài đủ size nè mọi người nha. Nó có đủ size, nó size 70kg nha. Rồi lên đồ khác đẹp thì lấy thêm, rồi đi đơn luôn thì hai chằng. Cái nào em thấy cũng đẹp chứ anh chị, đồ khác đồ gì. Rồi cho nào lấy chốt mọi người nghe mấy chị, đẹp quá luôn. Nó có Latin không chị? Nó giờ em lai Latin quá trời luôn á. Ồ giờ này mũi dậy lên đó không. Rồi giờ này bộ này comment cam mọi người ơi, cam em mấy chị quá đẹp luôn, cam. Rồi đỏ nè. Này là siêu đẹp mọi người nha. Đó, mọi người không mua là không bao giờ có giá này đâu mấy chị, đẹp lắm luôn, xuất sắc đẹp mọi người nha. Rồi lấy đỏ comment đỏ mọi người nha. Nó xanh cô ba với xanh lá. Rồi chị ơi, chị đó mua size L còn không? Còn em lên, em lên cây ton nữa mấy chị ơi. Ton đùi. Sao không thấy nó liền gì tùm lắm mấy chân mấy này với đây là cái gì à? Rồi con đùi này chắc không? Bác Nguyên dặn con đùi phải không? Rồi mọi người nghe, bây giờ sẽ lên xả con đùi cho mọi người. Latin thì bao la, Latin muốn gì? Đây Latin nó giờ lai quá trời đó. Hồng 75.000. Còn hồng không? Ok chị Trịnh Thịnh. Đây chị, Latin có tay dài luôn nè. Quá đẹp luôn rồi chị, nó Latin nè, 45, 60kg con đẹp nè. Rồi cho mã hồng tay dài 85.000. Rồi vàng tay dài 85.000 luôn nè. Siêu đẹp mọi người nha, ủa dễ thương không, bảy sắc cầu vòng giả Latin. Rồi 45, 60kg con đẹp dùm em nè. Vàng, bộ này người ta bán có 130, 140 gì quá. Em bán mới chỉ 85.000. Rồi màu vàng, màu hồng, có hai bộ có 170.000, xếp 25.000. Rồi bộ này thì bảy manh gồn nè. Ôi thương cho. Ủa mấy chị đẹp lắm nha. Rồi 45, 60kg đẹp dài mấy chị ơi, vàng nè. Nó bộ vàng caro mấy em á. Vàng caro 85.000, giải manh gồn. Rồi muốn Latin nữa thì đây, Latin đây. Rồi con gấu hồng. Gấu hồng tay cánh dơi mấy em á chị nha. Nó siêu đẹp luôn. Rồi gấu hồng này xem mấy chị 75.000 luôn. Đó, gấu hồng này mình bận là tay dặn cánh dơ nhẹ nhẹ mọi người nha, bận ở nhà. Rồi gấu hồng 75.000. Ai lấy gấu hồng, chúc gấu hồng giùm em. Rồi bộ này thì lụa manh gồ mấy chị ha. Có hai cái túi nè. Rồi comment hồng hai túi giùm em 85.000. Hồng hai túi 85.000 mấy chị yêu nha. Đó, ai lấy hồng hai túi cho hồng hai túi giùm em 85.000 hồng hai túi nè. Rồi bộ này mấy chị nghe nó Latin đó nè. Rồi comment hồng trái dâu 45, 60kg đẹp hồng trái dâu mọi người nha. Đó, 85.000 hồng trái dâu. Rồi giờ lấy hồng trái dâu với hồng trái dâu giùm em. Rồi bây giờ lên con đùi mấy chị ơi. Ôi ôi con đùi này xinh đẹp không. Xuất sắc mọi người nha. Rồi con đùi này 65kg lại mấy chị bằng vừa nha. Xinh quá nhiều ta. Cái gì vậy? Hồng hai túi em vừa không vừa. Tay ngắn đỏ xanh đen. Lấy gì nha? Không biết rồi. À, chị Kim Trầm ơi, nãy giờ em không có like cái gì mà chị comment đúng không chị? Cái shop em bán ngộ ngộ lắm chị nha. Comment theo cái miệng đọc thì có nha. Mọi người comment theo thể tâm linh lẽ không có nha mọi người. Hồng hai túi chị Phạm Ngọc Như. Ok.
Rồi mấy chị ơi, cái này là ton đẹp lắm mọi người nha, 65 lại mấy chị bằng dừa. Đó, siêu đẹp mọi người nha. Rồi, người ta chốt luôn rồi Thư ơi. Rồi 65 nó lại mấy chị bằng đẹp mấy chị ơi, con đùi. Đó, đẹp quá mọi người ơi, thi à, quên nữa, đây. Không biết con đùi này giá nhiêu quên mất tiêu rồi trời. Không nhớ giá con đùi luôn trời. Giờ bán làm sao cha? Rồi mọi người ơi, yêu thương chia sẻ lại cho em một em coi, trời em hãy bán theo tâm linh ta. Rồi bây giờ hết nhớ giá rồi. Hết nhớ giá con đùi rồi. Rồi bộ này mấy chị ơi, trời ơi mấy chị ơi, rồi sale đại đi mấy chị, 69.000 đi. 69.000 con đùi xịn mọi người nghe, bây giờ hết nhớ giá rồi, bán đại 69.000 người nha. Rồi cái mã 4, 65 cái là đẹp mọi người nghe, mã 4 giùm em nghe mấy chị phơm nè. Đã ra mọi người nghe, đó, rồi 69.000 mã 4. Mã 4 mọi người nghe, 69.000. Đó, ai lấy mã 4 cho mã 4 giùm em. Rồi, mã 4 thì chị Liêu võ mã 4 nè, đẹp ghê mọi người nghe mấy chị. Rồi 65 cái là mấy chị bằng đẹp nha. Rồi cái mã 1 nha, quá đẹp luôn mấy chị ơi, mã 1. À, cái này hả, à, không thấy bảo có biết số nữa, bữa hết bữa bành kia nè. Để số 3 nè, để số 3 nè, nghe bảo giờ là sang Lâm ơi. Rồi mã 1 mới chơi, lấy 1 comment 1 em nè. 65 cái là giờ mã 1 nghe mấy chị, cái này nó dặn như là Lanh Nhung mấy chị nha. Lanh Nhung em mấy chị ơi, 69.000. Đồ hai túi ha, không biết mấy em. Ok, trái Lan Nguyễn nha. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn nè. Đó, 55 đủ lên, 65 lại vừa lá cam. Không biết nữa cưng, trời ơi giờ biết đường đâu chạy đi kiếm cưng. Giờ lá cam mấy chị ơi, 65 cái là đẹp mọi người nghe, lá cam. Cái này là Lanh Nhung mọi người mấy chị, đẹp quá luôn, 69.000 bộ thôi. Rồi lá cam giùm em, lấy lá cam chút lá cam. Rồi em đang lay quần đùi. Em đang lay quần đùi, ồ cái này đẹp quá vậy. Trời ơi khẩu đẹp ghê. Lá cam chị Tâm Nguyễn, lá cam. Lá cam, lá cam chị Liêu vỏ lá cam. Số 4 số 5 gì không? Ồ tôi có biết gì đâu, thấy bằng cầm lên bự chà bá bự nè. Cầm lên thấy bự bành kia nè, rồi nè đem trọng cái cho chị coi nè. Lá cam chị em là nắng lá cam. Đó, nhận đồ 79.000 đẹp dữ lắm nha. Cảm ơn giả An Nguyễn. Em bạn vô nó gọng bành kia mọi người nghe, nó gọng thè lè thần lừ nè mấy chị. Đó, mọi người thấy bọng rộng dữ lắm, nói chung là rộng cực kỳ rộng mọi người nghe, bự lắm, 69.000 bự bành kia mọi người ơi. Rồi nhí hồng mà thêm cái này là Lanh Nhung đó mọi người nghe, Lanh Nhung là nó sẽ ít rút hơn cái những loại khác nha. Rồi lấy nhí hồng, trong nhí hồng em nè mấy chị nghe, quần có túi nè mấy chị nghe. Đó, rồi 65 xong phải lại vừa mới chơi nhí hồng, nhí hồng giùm em. Quá đẹp luôn. Rồi 65 là đẹp mọi người nghe. Rồi cho em mã 1. Rồi mã 1 này có gọi gì á. Rồi mã 2 đi mọi người ơi. 65 là vừa mã 2. Nhí hồng cho sang Lâm, nhí hồng. Rồi mã này mã 2 mấy chị, ghi mã anh chị nè. Lá cam còn nghe mấy chị ha. Đẹp lắm, nói chung không cực kỳ đẹp nha. Rồi bộ này nhỏ hơn. Ừ, vậy là có sai. Rồi bộ này 50, 60 cái hồng đẹp nha mấy chị ơi. 50, 60 cái hồng đẹp nè, mã 3. Lộn mã 5. 50, 60 cái hồng đẹp ngồi nghe cho mã 5. À lấy 5 chút 5 em mới chơi. 50, 60 cái hồng đẹp mã số 5. Mã 5 chị Liêu võ mã 5. Đâu có, nó có sai mà, cầm lên mình biết mà. Rồi mã 1 chị Ngọc Ảnh có nghe, chứ nhí hồng không có, nhí hồng em hết nè chị ơi. Rồi bộ này nó mới chị ơi, ồ bộ này bự dữ lạ. Rồi bộ này 70 kg lại luôn mọi người ơi.
Bộ này 70 kg này vô luôn nè. Đồ nó làm như dặn sơ mi nè, đẹp quá vậy chị. Rồi mấy chị ơi cho em mã 6 nha. Trời ơi 60-70 kg bằng vừa. Đó bự cho bán bự mã 6 giùm em đi. 60-70 kg đẹp mã 6. Sắc 36 người nha. 69 ngàn. Rồi mấy chị 60-70 kg bằng đẹp mã 7 giùm em nè. Trời ơi nó bự chà bá bự luôn rồi. Wow. Nó bự quá chị ơi, đã ghê luôn nè. Rồi lấy 77 giùm em nha. Lanh nhung xịn có 69 ngàn mã 7. Rồi. Đi luôn gọi gọi ok chị Tâm Nguyễn nè. Rồi mấy chị ơi, này xấu nhỏ nha. Dây, ồn ồn gì vậy? Dây cục nơ, cục bọng gì với áo nè. Rồi 50-60 kg phần đẹp người nghe chính. Này có xấu nhỏ nha, cộng lên là biết thôi chị ơi. Ừ. Rồi mã 9. Mã 6 chị Ngọc Phúc mã 6. 89 ngàn mọi người ơi, nó nhung điểm gì ta? Rồi ôi, con này bự dữ hả? Rồi 60-65 các đẹp người nha. Rồi cho mã 10. Ồ, con này dễ thương quá vậy. Ừ, nó may kiểu cò tùm lum tùm lá cho mọi người nha. Rồi lấy 10 comment 10. 60-65 các đẹp mã 10 em nghe, lấy 10 chút 10 mới chơi mã số 10. Ừ, con này bông đẹp không? Chị Phúc khách quen hỏi cho số lại chị ơi. Rồi mọi người nghe mấy chị, 60-65 các đẹp 11 em nha. Trời ơi nó may cái này thân dài nè mấy chị. Đó, thân dài đẹp cực kỳ ha. Nè ở dưới cái like nó may mọi người ha. Rồi lấy bộ này comment 11 lắm đây. Rồi 65 cái này giờ 11 với chị gái nha. Chỗ này đẹp quá. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, 11 giùm em. 69 ngàn mấy chị ơi. 10 cho Tâm Bích 10. 11 cho em là nắng. Rồi đó, ok Ngọc Phúc nè. 11 là bỏ qua nào. Rồi hết rồi, hết 11 người nha. Rồi mấy chị ơi, 12. 65 có lại giờ 12. Ủa, lộn vô bộ lửng luôn nè. Rồi lấy bộ lửng này chốt mọi người nghe mấy chị. Bộ lửng 12. Rồi bộ lửng này 75 ngàn. Ai lấy comment 10 quá chơi. Đó, bộ lửng 75 ngàn dùm em, lửng 75. Rồi ok, một phút nha. Rồi 12 là lửng nha chị 75 nghìn nha chị Sang Lâm ơi. Còn lấy ok. Rồi lửng 75 nghìn nha chị Sang Lâm. Ok đợi em xíu đi chị Lan Phương ơi. Đợi xíu em lên cho. Rồi mọi người ơi 65 đó là vừa 13 nó chơi tuần luôn. 12 em hết rồi nha chị Quỳnh ơi. Rồi hai lát bộ này comment 13 nè. Ồ 65 cái là đẹp 13 mọi người mấy chị ơi, hàng siêu xịn nha. Hàng này xịn đẹp mấy chị ơi, có túi nè trời ơi, có túi đỏ gì đâu mấy chị nha. Quá đẹp luôn nè. Đó, nó là tầng luôn rồi ha. Rồi 65 cái là giường 13 giùm em nè. Quá trời đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi. Cái gì đâu có chưa có 14 người ta, phải không? Ừ. Rồi mấy chị ơi, bộ này nghe số nhỏ nha. 50-60 cái đẹp 16, á lộn 15. 15 mấy chị ơi. 14. Cái gì? 14. Trời ơi. 50-60 kg đẹp 14 mấy chị nha. 14 giùm em nè. Trời ơi, cái lanh nhung này quá đẹp luôn mấy chị ơi, hai tầng luôn rồi. Hàng xịn luôn, có 69 ngàn. Rồi lấy cho chị 3 chai kem son, 2 chai hết mũi. Ok, chị Tấn Vũ. Rồi 13 cho chị 13 độ nào bây. Rồi 13 chị Trịnh Thịnh. Ok, Trịnh Thịnh, là chị Trịnh Thịnh comment lộn. 14 là số nhỏ nha. Chị Trọng Phúc ơi, 14 có 60 kg lại thôi. 14 có 60 kg lại hơn nha chị Trọng Phúc nha. 14 số nhỏ đó chị. Rồi 65 là vừa lá cam. Đó, điện thoại hư luôn hả. Rồi 65 là vừa mọi người nghe lá cam. À lấy lá cam, có lá cam em nè. Rồi 65 cái là vừa mọi người nghe nhí hồng. Rồi chắc là lấy nhí hồng, chấm nhí hồng mọi người ơi. 65 cái là đẹp mấy chị ơi, nhí hồng. Nhí hồng giùm em. Nhí hồng chị Quỳnh Quỳnh. Rồi mọi người ơi, lá tím.
80 65 cái đẹp lá tím ngựa nghe, cái cổ nó mai kiểu lắm chị. Đẹp ghê. Rồi 65 cái đẹp ngựa nghe lá tím em nè. Rồi lá tím trong lá tím 69 nha. Bên em mua to quá hả chị? Dí hồng em hết dí hồng rồi. Rồi lên lá tím chút lá tím mà ngồi nghe lá tím giùm em nè. 69 nghìn đẹp lắm chị ơi. Lá tím thì chị Ngọc Phúc lá tím nè. Rồi bộ này nhỏ mọi người nghe, 50-60 cái hồng đẹp người nghe, nhí đỏ giùm em nè. 50-60 cái hồng đẹp người nghe cho mấy nhí đỏ. Mai tay đẹp với ta, nhí đỏ giùm em, 60kg lại vừa nhí đỏ. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp mấy. Rồi 65 cái đẹp người nha. Đẹp quá mọi người ơi, 65 cái đẹp giùm em mấy chị ơi, cái máy 20. 65 cái lại vừa bán 20. Nó mày ở cái này mấy chị nghe, kiểu này nè. Nó có nghĩa là mình bán nó sẽ gì nữa mấy chị. Rồi lấy 20 cầm bên 20. 20 giùm em mấy chị ơi, lấy 20 cầm bên 20. Ủa mấy chị ơi đẹp quá. Rồi 65 là vừa 21 mấy chị ơi, bi nè. Bi nghe mọi người nghe, lấy 21 giùm em nè. 21 mấy chị ơi, lấy 21 lên 21 giùm em. 69 ngàn quá 21. Rồi chẳng lấy con bên 22 mọi người nha. 65 nó là đẹp mấy chị ơi, 22. Rồi cho lấy 22 chú 22 mấy chị ơi, 69 ngàn. Mã 22. 21 chị Ngọc Phúc. Sao cây này nó giống giống không ta? Rồi ngồi nhớ chị 23. 65 là giờ 23. Đùi hả chị? Ờ đúng rồi, nãy giờ lấy đùi nha. Nãy giờ em lấy đùi nghe chị Ngọc Phúc nha. Nãy giờ em lấy đùi không mấy chị ơi, 69 ngàn nha chú Phúc ơi, chị bà muốn gì? Lửng hay là đùi? Rồi, Bima lên Bima liền. Để em lên cho mọi người cây Bima tay dài mang đồ nè. Bữa nay sao buổi nha. Này giống nặng quá kìa. Nằm trong quần. Rồi, 23 chị Ngọc Phúc. Rồi đầu dây ha, mà phải dây với chị. Rồi bi riêu 65 cái là đẹp mọi người, chấm ở bi riêu em nè. Rồi cho lấy bi riêu, còn bên bi riêu mọi người nha, 69 ngàn bi riêu. Rồi mấy chị đẹp ha, 50-60 cái bằng đẹp nha em á, ở trong lưng nó gì đó mấy chị. Rồi nhí cam bi riêu chị Sang Lâm. Hello chị Hồng Diễm Trinh. Rồi 50-60 cái đẹp nhí cam mọi người nha. Rồi lấy nhí cam, chúng nhí cam em mấy chị ơi, nhí cam. Ồ có lặng lan mẹ này nó gì không. Bi riêu. Hết bi riêu rồi trời. Ôi ôi cái này dễ thương quá mọi người nha. Ở chị sau lưng nó gì nè. Rồi 50-60 cái bằng dừa mọi người nha. Nhí cam cho Kim Thí. Rồi sọc lanh nhung đẹp cực kỳ mọi người, mấy chị ơi hàng xịn luôn, có 69 ngàn, thiệt đẹp lắm. Rồi lấy sọc, bên sọc nè, lấy thêm bộ sọc đi thấy ơi, đẹp quá, sọc. Rồi nói nữa nè, rồi lá xanh đen 50-60 kiếm đẹp lá xanh đen. Đó, lá xanh đen em mấy chị áo phát 109 còn, xay mấy chị chồng với chị mua xay mấy. Bia ma lẫn chị mua nhiêu ký. Bia lẫn mua nhiêu ký. Mẹ mấy chị coi nè. Đó, son còn bảo bạn lên gì nữa mấy chị nha. Đẹp lắm. Đó, đằng sau lưng nó gì mọi người nghe. Rồi dưới nâu 50-60 cái đẹp dưới nâu. Đó, à quẩy một cái không có chị. Rồi dưới nâu thì em nghe dưới nâu. Rồi dưới đỏ 50-60 cái đẹp người nghe dưới đỏ giùm em. Đầu cái này bạn mát cực kỳ luôn người nha.
tiêu mắt luôn á chị. Nhí đỏ giùm em, lấy nhí đỏ chấm nhí đỏ. Dạ không, không có 75 kg chị ơi. Không, có phát bên em không có 75 kg mọi người nha. Rồi 50-60 kg còn đẹp nha. Xanh đen là xe nhỏ thôi chị Phúc ơi. Xanh đen xe nhỏ chị ơi. Rồi lấy bộ này của anh mã 30. 50-60 kg còn đẹp mã 30 mọi người nha. Nó quá đẹp luôn. 50-60 kg còn đẹp mã 30. 69.000 bộ chị. 65-55 BMA lửng hiện tại em không có còn size 65-55 nghe chứ ơi. Rồi bộ này đẹp quá mọi người ơi. Rồi xanh coban. Đó, sau lưng nó đen gì nữa vậy. Dễ thương ha. Rồi màu xám số 4. Xám số 4 hả? Số 4 màu không có xanh đen. Nhí đỏ 60 kg chị Phượng Vũ. Còn màu xanh đen thôi chị Hồng Diễm Trinh ơi. Hết xám rồi. Hết xám rồi chị ơi. Rồi lấy mình nhí xanh, xanh coban mọi người ơi. Xanh coban 69.000. Rồi 60-70 kg bằng đẹp nè mấy chị. Đó cái này nó mang theo kiểu sơ mi mọi người nha. Đó dễ thương không. Đây 60-70 kg bằng đẹp em có xe nhỏ không? Bọc một đống xe nhỏ này chị. Rồi còn anh hoa xanh 60-70 kg bằng đẹp hoa xanh. Rồi có xe nhỏ luôn chị Hằng ơi. Rồi mấy chị nè, nó có đùi, nó có đầm gì nó thế này nè mọi người nha. Có ai bạn đầm không? Đầm kèm cái quần đó mấy chị. Đây nè. Đây, nó ton mà đầm kèm quần luôn mọi người nghe chị. Dễ thương không? Rồi mỗi một cái áo gì nó có cái túi cho mình luôn nè. Dễ thương mọi người ha, cũng 69.000 bộ. Mà cái đầm này á, mọi người nghe là tay có từ 55-56 lại thôi nha. Tại vì em thấy cái quần này á, thì nó không có to. Ví dụ như chị nào mà gọn gọn người á, cái mông nhỏ nhỏ á nha, thì 60 kg bận vô cái đầm này được. Rồi, hoa xanh nha chị Ngọc Phúc. Bê mà không có 75 kg chị ơi, nó có 60-70 kg nè. Rồi đó, mình mới chơi nhí hồng. Đầm này không có 70 kg mà ăn ngon á. Nó có đầm nhỏ nhỏ không à Sang Lâm ơi. Có 69.000 à, hàng sale mà. Đẹp lắm, nói chung là form siêu đẹp nghe. Ví dụ như mọi người bạn cái đầm không, không bạn cái quần á, thì 60 kg chị ăn được nghe. Tại em thấy cái quần nó mày không có to nghe mọi người. Nghe cái này em nói trước. Cái quần này tầm 55-56 lại thôi mọi người nha. Nó 55-56 lại thôi. Đó, còn cái áo đó thì 60 kg lại mấy chị bạn ok. Ví dụ như bạn cái đầm này mà lấy cái quần khác bạn vô thì được nha mọi người nha. Rồi nhí hồng cái chị Hằng Nguyễn nè, có 69.000 nha. Rồi qua đỏ mọi người nghe, qua đỏ nè. Qua xanh. Nhí đỏ. Rồi đó mấy chị nghe. Cái mã lá giùm em mấy chị ơi, đẹp lắm. Nói chung là nó nhung thì đẹp. Rồi sao bà ngoại bạn chú quần kéo kì, kêu ngoại kéo lại đi con. Kéo thôi, kéo ngay lại thôi. Đẹp gái như hả? Bà nội bà ngoại ra thống ngay. Kêu bà nội bà ngoại sửa ngay cái quần lại cho nhỏ coi, sẽ xẹo quần. Rồi lá mọi người nghe mấy chị, lấy mã lá chút lá giùm em nè. Đồ xe nhỏ ok. Đó, em tưởng thôi em mặc bầu. Rồi nên lên 60 kg đi cho chị lấy mấy bộ ok. Cái này không có 65 chị ơi. Cái này không có 65. Đẹp ghê luôn á chị ha, mà không có 65, ủ ghê. Nó xuất sắc mọi người nha. Mà có 69.000, dễ ghê. Lên nhung không á? Này lên nhung không mọi người nha. Rồi, đùi xấu nhỏ hả? Khoan, đứng lên nha coi. Đầm chị Quỳnh Văn lấy đủ màu. Lấy chị cái thích đi. Chị Quỳnh Văn lấy đủ màu đầm á, Quỳnh Văn ơi. Bé nhỏ gì vậy? Rồi. Rồi 60-65 cái bằng đẹp người nói chị chứ má 01 chỗ áo mai kiểu nè ta. Áo mai kiểu đẹp ghê mọi người mấy chị nha, giặt xéo giặt ơ gì tùm lum cho nha. Đó, rồi 60-65 cái đẹp 01 em nè. Ở đây 01 quanh 01. 01 69.000. Rồi ôi mấy chị ơi đẹp không mấy chị ơi, nó dặn như sơ mi luôn nè.
sơ mi nghe 50-60kg đẹp không ai. Đùi con mà sơ mi luôn mọi người ơi, trời ơi đẹp gì vậy. Quá đẹp luôn. Rồi lát mình không ai mọi người nghe, không ai là pyjama luôn á chị ơi. Không ai. Ông ngon thế. Rồi mọi người ơi, dễ thương ông, đó là dây nè mấy chị. 50-60kg đẹp không ba. Quá đẹp luôn mấy chị ơi, không ba. Ghi mã đi ơi, thôi ghi mã ở đây đi. Dạ số 1 là số nhỏ nè chị Ngọc Phúc ơi, nghe số ký giùm em ơi, Ngọc Phúc ơi. Nghe số ký giùm em ơi chị ơi, số 1 là bự hơi nhỏ tôi quên rồi trời. 1 là 65kg gì á. Ờ, 01 của chị Ngọc Phúc, ok. 03 cho Kim Thí, 03 nè. Ok Kim Thí. Có 69.000 bộ mọi người nha. Trời ơi, cái này còn dễ thương nữa mọi người nha chị ơi. Nó 50-60kg đẹp 04. Ôi ôi quá dễ thương mọi người nghe mấy chị, cái này là như cái đầm nha, cái này là như cái đầm nha. Rồi mấy chị bận vô nó sẽ như thế này nè. Đó mọi người thấy không? Đó có nghĩa là mình bận cái này là cái đầm nha mấy chị nha. Trời ơi dễ thương không vậy? Ủa cái này cái đầm luôn nè. Ô cái này cái đầm luôn. Rồi mấy chị ơi, 56kg đẹp 04 nữa chị nha. Đó trời ơi, đó giờ mới thấy cái vụ này luôn nè. Đó đầm đẹp quá 04. Lấy luôn, ok giờ Phúc lấy rồi. Rồi mọi người nghe, trời ơi dễ thương không. Ôi ôi cái mấy cái này nó quá trời đất cưng luôn mọi người nghe, chị nó may cái mèo nè trời. Rồi 56kg đẹp nè, 05. 05 mấy chị ơi, quần cũng có túi không nhớ chị nghe, này lên nhung hành xịn không mà đẹp quá mấy chị ơi, 69.005. Trời ơi cái này còn dễ thương đó nè. Rồi cái này 65 đây mấy chị băng dừa nghe. Trời ơi bông đẹp ghê. Rồi 85 đó lại mấy chị bạn đẹp mọi người nghe, 06. 06 vậy mấy chị nghe lấy 06 quá đẹp luôn, 69.000 bộ nha. Rồi cái này là cái đầm mà mấy chị ơi. Rồi 56kg đẹp 07 giùm em nè. Nó người nào cái quần nó béo to mà cá thì mê to mấy chị ha. 07. Rồi 06 thì sang 5. Đó, 4 chị Ngọc Phúc. Xe nhỏ nó giờ cái này nhỏ không mấy chị? Nhỏ không mấy chị, bà Hằng Nguyễn, chị Hằng Nguyễn nhiêu ký chị? Bà Nguyễn nhiêu ký? Trời ơi chị ơi, bà 53kg mấy 50. Chị 53kg mấy 50 là bạn to, là bạn size 50-60 là vừa. 50-60kg là vừa nghe chị Hằng Nguyễn ơi, bà mua nhỏ nữa nó nhỏ xíu rồi chị ơi. Rồi cái đầm này mọi người nghe mấy chị có dây kéo luôn nè, dễ thương chưa. Rồi 06 hết nha, 50-60kg đẹp không mấy. Rồi 08 nha mấy chị ơi, nè quần bạn đầm lộn đầm bạn quần, đầm kèm quần 08. 4 chị Ngọc Phúc có rồi, 6 không có. Rồi ôi dễ thương quá chị, ôi ôi cái này nó còn thấy cân nữa nè tài. Rồi 8 chị Nguyễn Ngọc. Rồi 65 lại mấy chị bằng dừa nghe mấy chị ơi, 09 phải không? 09 mọi người nghe, trời cái này quá đẹp mấy chị ơi. 60 65 cái đẹp 09 nha, anh Lam Mai Tần vậy nè. Rồi 09 giùm em. Rồi quá đẹp 50-60kg đẹp mã số 10. Đây quá đẹp mọi người nghe, 50-60kg đẹp 10, 09 cho 2 chàng. Rồi chàng lấy 10, chúc 10 mọi người nghe mã 10 giùm em nè. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. 09 hết rồi. Rồi mấy chị ơi, 50-60kg còn đẹp nè. Rồi 12. Đó là 11. 50-60kg đẹp 11. 11 thì em nghe chị Hồng Nguyễn là bạn mấy bộ này là ok luôn rồi chị ơi. Rồi hết rồi. Rồi 50-60kg đẹp người nha. Rồi cái mã 12 nè. 50-60kg đẹp 12 10 nha, 69.012. Rồi 50-60kg đẹp 10 nha, 13. Đây dễ thương mấy chị nha. Thấy cưng chưa. Rồi 12 chị Lưu Võ 12 nè. Rồi lấy bộ này comment 13 mấy chị ơi, 13. Ủa là cây tên đường có liên qua chị hết nè. Còn cái này là gì thay thay nha, thay thay. Cái này nè. Ồ, giờ này con mũ nó cắn rồi trời. Rồi 13 chị Lưu Võ luôn, ok. Ok, đưa 11 lại cho chị Hằng Nguyễn coi.
nói chung là chị bạn tôn này được được chị, chứ không có ấy đâu, không có rộng quá đâu chị, tại vì tôn á nó không có độ giãn rồi chứ ơi. Ừ rồi ok chị thì trang luôn nè, chị thì trang lấy ba bộ luôn nè. Quá đẹp luôn nha, tôn đùa có 69 kg không không, trời ơi mấy chị ơi dễ thương không. Ừ, 45-60 kg còn đẹp cho em nè. Rồi mấy rồi? 14. Tôn này đẹp quá nè chị Thu Trang ơi. Quá đẹp chị Thu Trang. Lấy đầm bằng quần không chị Thu Trang ơi. Không có size 70 kg cục vàng ơi. Ừ. Dễ thương cho mấy chị. Rồi. Xuất sắc mọi người nghe. Rồi 50-60 kg còn đẹp nè. Rồi nha thầy. 15. 50-60 kg đẹp mọi người nghe, cho má 15 giùm em, 15 69.000 bộ đùi nha. Trời ơi cái này còn dễ thương nữa nè. Trời ơi cưng xỉu mọi người nghe, nó may tà xéo tại vì nè, có người thấy không. Rồi 45-60 kg đẹp nè. Rồi 16 giùm em nghe, lấy 16 chứ 16, 69.000. Con này đẹp lắm chị ơi, nói chung là con bao đẹp. Rồi 17 giùm em luôn. Ừ 50-60 kg còn đẹp, 17 mấy chị ơi. Đã lấy 17 chứ 17 nghe, quần có túi hết mọi người nghe, lanh nhung siêu đẹp luôn. Đó bên ông nó may cái kiểu này mấy chị nghe, cái cổ nó may cái kiểu này nè, kiểu bông nha. Và 17. Rồi 18 giùm em, 18 số bự nha. Dạ 109.000 nha chị Hằng ơi, 109.000 nha chị Hằng Nguyễn ơi. Rồi 60-70 kg còn đẹp người nha. Chị em có cái áo không vừa em gỡ lại nha. Em theo dao gỡ vu hơn cho. Là sao? Là sao đồng hồ ơi? Mấy chị đồ mà không vừa đồ lỗi, một là nhắn tin cho em, hai điện thoại số này nha mọi người nha. Ừ. Rồi 60-70 kg còn đẹp nè. Như thế. Rồi 18. Mọi người nhớ nè, một là nhắn tin, mà mọi người chắc ăn mọi người điện thoại đi, mấy đứa nó ghi sổ sách lại nha mọi người nghe, mấy chị nhắn nhiều khi em quên đó, em nói thiệt nhiều khi em không nhớ mọi người nghe, mấy chị đừng trách em cũng đó nghe, tại em hay quên đó, em không nhớ thiệt mọi người nghe, nhiều quá không nhớ đó. Ừ. Rồi 50-60 kg đẹp nè, như đây. Rồi 19 mọi người ơi, ồ cái hoa đẹp quá mọi người nha. Rồi 50-60 kg đẹp 19, 69.000 mã 19, 16 cho bà em là nắng nè. Rồi mọi người nghe, đó, quá đẹp luôn. Rồi 18 là chị Tiền Nguyễn nè. Rồi 60-65 cái đẹp nè. Rồi cho mấy 20 mọi người nghe, lấy 20 chút 20 giùm em nè. 65 là vừa mấy 20, có 69.000 bộ đâu mọi người. Lộn ha. Rồi chị em đang bỏ lại cái mã 18 được không? À bỏ 16. Ok. Ừ. Rồi 65 cái là vừa. Chị 65 cái em ok, nãy chị lấy nói một màu vàng hay màu đỏ đó chị Hàng Nguyễn ơi. Rồi comment 21 mà chơi 21 em nha, 69.000 21. Rồi bọn này mọi người mấy chị nè, nó đang lưng ở sau lưng mọi người nghe, mấy chị đang dây nè. Để luôn nha, 50-60 cái đẹp 22. 22. Chị mới nhận một đồ tôn xe 2 cho mặt cửa này, xe 2 không mấy chị. Gọi luôn gọi ok thí mai. Chị Hằng ơi biết là xe 2 đó chị. Ừ. Mấy này là chị Hằng bạn ok, tại vì chị 53 kiếm mấy 50 là em bao chị bạn đẹp. Rồi nhiêu thôi. 22. 89.000 bộ mấy em 2 mọi người nha. Nhập đi mua size nhiêu chị? Tàu ổ cái này hết cân quá mọi người ơi. Sao ủa bên này đẹp rồi thấy. Ừ, chị ơi 23. 22 chị Nguyễn Ngọc. Bỏ 23 đẹp quá to luôn rồi, trời ơi cái gu của tao. Rồi ơi chứ đây. Dễ thương ha. Rồi lấy bộ này quay 23 mấy chị ơi, 23 mấy em nha. Rồi 69.000 mấy 23. Cái nào thằng gì vậy ta? Tôi rút ra bộ coi cái thằng này là gì vậy. 23 là tấm nhỏ nghe em mà nắng rồi. Ôi ôi mấy chị ơi đẹp quá luôn. Rồi cái này lửng nha mọi người nghe. Ồ đẹp quá vậy. Rồi cái lửng này sao mọi người, 75.000 luôn nè.
Rồi bộ này 50-62 cái đẹp người ơi, chị ơi comment sọc lửng giùm em nha. Đó, tầng đẹp quá. Hàng Quốc Lazada nè mấy người ơi. Rồi đấy lửng comment lửng. Lửng giùm em 2355 cái là ok. Dễ thương rồi nha. Rồi lửng 75.000 mấy chị ơi. Đâu đâu mà có lọt vô cái lửng này đẹp quá nè. Dạ không có chị. Không có nha chị Nguyễn Thị Dương ơi. Rồi lấy bộ này chống người ơi, 50-62 cái này bán 25. 25 lửng nè mấy chị ơi, đẹp quá. Cái này là dạng là lanh nhung luôn mọi người nha. Lanh nhung xịn luôn mấy chị nha, quần có túi luôn. Rồi xem mọi người 75.000. Ở đâu mà em còn cái sọc này đẹp quá mấy chị. Rồi ai lấy chốt người nha. Rồi 23 đùi em hết rồi. Chị vừa không, chị hỏi em lửng cái gì chị. Lửng này chị Thu Nguyễn Dư vừa luôn chị ơi. Rồi mã 47 nha mấy chị ơi, form này 60kg đầy nha. Ai cao cao 61-62, nó lanh nhung đẹp cực kỳ luôn. Xuất sắc mọi người nha. Rồi cho em mã 47 mọi người nha. Tầng đẹp cực kỳ mọi người nha, có 75.000 thôi. Siêu đẹp mọi người ơi. Rồi mã 70. Đây mấy chị nha, nó cái này là mình khỏi bằng bằng áo lót nè. Rồi 50-60 cái bằng đẹp. Ủa cái này đùi. Sao cục này đùi rồi, cái này đùi rồi. Rồi lấy bộ đùi này comment đùi 70 nha. Đùi 70 mấy chị ơi, 69.000 mã đùi 70. Bộ đùi nè. Ủa giống đùi nó còn hết là cục đây luôn kìa. Rồi mấy chị, đùi mã 71 luôn nè. Rồi 45 đổ lên, 55-56 cái đẹp người nha, 71 đùi. Rồi 71 đùi giùm em mấy chị ha, 69.000 đùi 71. Này lửng nè. Đẹp lắm mọi người ơi, siêu đẹp luôn á. 50-60 cái bằng đẹp người nha. Cái mã 51 nè. 51 là lửng mọi người nha mấy chị, này lanh nhung. Ôi ôi mấy chị ơi, hàng siêu đẹp em mấy chị ha, 75.000. Cực kỳ đẹp luôn. Này cái gì nè. Rồi bộ này đùi cũng đẹp lắm mấy chị. Nhớ không? 45 đổ lên, 55-56 cái bằng vừa mọi người nghe, cái mã 79 đùi nè. Rồi mã 79 mọi người nghe, đùi 69.000. Quá đẹp luôn. Rồi mã 51 chị Anh Kim. Ok chị Anh Kim có 51. Cái này đùi nữa nè. Mấy chị cái này dễ thương quá. Siêu đẹp luôn mấy chị nghe, 69.000 đẹp cực kỳ. Rồi ở đây bộ này chốt mọi người nghe mã 15. 15 nghe, 45 đổ lên mấy chị ơi. 55-56 cái này 15. À lấy 15 chứ 15 nha mấy chị ơi, này đùi rồi thôi. Thôi cái này là cục lẫn đùi đá lá, đùi nè. Đùi nè. Đùi nè. Đùi nè. À đùi nè. Này lẫn cái gì. Nó chạy với nhau. Rồi bộ này mấy chị ơi, 60kg lại mấy chị bằng đường nha. Rồi đẹp lắm mấy chị, thiệt cực kỳ đẹp luôn. Rồi sọc xanh đùi 50-60 cái đẹp người nghe, sọc xanh đùi em mấy chị nha, đùi có 69.000 nha. Này đùi nó thấy à. Rồi cái này hình như lửng nè. Lửng dây mọi người mấy chị ơi, lửng tầng. Rồi 50-60 cái đẹp người nghe, cho mã 36. 36 người nghe, 75.000 mã 36. Rồi cho lẽ 36 bên 36 giùm em nha. Rồi qua khác mọi người ơi, qua cái này coi. Lửng không có to hả? Lửng lửng bây giờ nó có dây, dây to mà chịu không? 36 cho đồng hồ. Lửng nó có dây, nó có dây 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 thì nó to được không? Xăng lâm mà dễ đẹp lắm nha. Đẹp cực kỳ mà chịu dây không? Cái đó là 75. Có dây to, có cái lô nó mới về nó có 3 size luôn. Chị thăng 5 triệu không? Cái miệng quá đau à. Rồi mọi người ơi, cái bò nè, bò lụa nha. Đợi xíu đi chị, xíu em lấy cho. Rồi mấy ngăn tỏ mấy cái bộ đùi mà có dây ở sau lưng á. Rồi có bộ con bò vàng này lụa mọi người nghe, sao 65.000. 65 cái lại vừa mấy chơi, còn anh em mấy chơi bò vàng. Bò vàng 65.000.
Vải tên luôn hả chị? Đúng rồi, nó như vậy nè. Khoan để tôi đưa cho bà con bộ này. Đây nè, đây luôn nè, có đây đây, nó có văn gam bộ đây nè. Đây đó, nó form vậy nè chị nha. Nó có ba size, đẹp lắm. Đây cái vải ha, cái vải to nữa đẹp, nhất trong vàng to luôn, ngồi nghe mấy chị nghe. Cái này thì bên này là 85.000 bộ này chị Thư Lâm, thấy không? Cái quần nè, nó may rất là chuẩn quần nghe chị Thư Lâm nha. Nói chung cái hàng to này mấy chị bận cực kỳ bền luôn đó. Cái to này nó có 3 size 2, 3, 4 đó. Cái này gọi là lanh nhung xịn luôn, ngồi nghe, cao cấp luôn. Cái mình nó nhẹ như là lụi đó nghe chị Thư Lâm nha. Rồi giá của nó là 85.000 chị đó, bà chịu thì em lên màu cho. Này em có size 2, 3, 4 nè chị Thư Lâm nha, chị Sang Lâm ơi. Rồi chị nào lấy bộ này chốt người nghe mấy chị, nâu giùm em 50-60 cái hồng đẹp người nghe mấy chị. Mango dí nâu giùm em 90.000 mấy chị nha. Nào lấy dí nâu em nè, dí nâu 90.000. Rồi lấy gì mấy bộ tên đùa mà có cái dây sau lưng á. Rồi mấy chị ơi, 50-60 cái hồng đẹp ha. Rồi cho em mấy chị ơi comment dí vàng này 85.000 mấy chị. 50-60 cái đẹp dí vàng 85. Rồi đỏ phối cho em mọi người nha. Đỏ phối cái này là cái này thẩm ý nha, cái mình phối lụa. Rồi xe 70.000, 50-60 cái hồng đẹp người mấy chị ơi, phối lụa 70. Dây sọc 45, dạ có size nhỏ nha chị Hậu Nguyễn ơi, cái này em có size nhỏ. Em có size 2, 3, 4 nha. Đó chị, 45 ký thì bận giùm em size số 2. Đó size số 2 nha chị ơi, đẹp lắm. Nói chung là mình cái mình dây này đẹp cực kỳ luôn mọi người nha. Cái mình dây này đẹp, em bán là thấy đẹp nhất trong cái dàn con luôn á. Đẹp nhất trong cái dàn con luôn á chị nha. Mà cái con nó không có rút luôn. Không rút luôn mọi người. Dạ hồi nãy quần dài hả? Lãi gì á? Ơi lãi gì á? Chị Thi Nguyễn hỏi gì á? Không biết nó chở cái gì á chị Thiên Nguyễn ơi. Gạn lấy quần dài lấy gì chị? Nâu 90.000 cho chị ăn chịu. Rồi đây là chị đây. Mấy cái này là chị Hằng Nguyễn bạn ok hết trơn chị. Rồi dí nâu giùm em nha. Dạ bộ quần dây đó chị nha là 85.000. Rồi 45 nổ lên người nha mấy chị. Nó 60 lại mấy chị bằng đẹp nè. Rồi nhí nâu có đăng dây sau lưng, cái này chàng Nguyễn bằng đẹp lắm. 89.000 bộ đùi. Có bản lớn không? Bản lớn là gì chị? Rồi ok, nhí nâu chị Hằng Nguyễn nhí nâu nè. Đỏ khói 70.000 chị Học Hạnh Nguyễn nè, ok nè. Rồi lấy bộ này comment lá nè em nè. Dây 58 kg có luôn nghe chị Nhất Thảo ơi. Đây chị, cái bộ này là 58 luôn nè chị đây. 55-60 kg bằng dừa luôn nè chị Nhất Thảo ơi. Ồ đẹp lắm chị, 55-60 kg bằng dừa đẹp luôn. Cái to này là chị bận về nha, con nó nhẹ phao luôn. Nó nhẹ lắm mọi người nghe, nó mềm mịn cực kỳ luôn. Nó có 85.000 bộ thôi nghe chị ơi. 85.000 bộ chị Nhất Thảo ơi. Đây chị nghe, nó có nhiều sọc. Đa số nó sọc sọc vậy không nè chị. Nó cái này sọc 1 nè. 55-60 kg đẹp sọc 1 em á. Đó sọc 1 em, 85.000 sọc 1. Rồi này mã 6 giùm em mấy chị nha. Rồi lấy bộ này comment mã lá giùm em nè. Mã lá nha. Rồi mã sọc giùm em nè. Ở đằng sau đang dây đẹp lắm nha chị Huệ Nguyễn ơi. Đó, siêu đẹp em nè. Rồi sọc 10 nha. 45-60 kg đẹp mã sọc giùm em luôn. Rồi đùi 69.000 người nha. Cái miệng đau quá đau à. Rồi tôi có cắn vô cái môi. Dạ chính tắt nha chị Thúy Nguyễn ơi. Nè sân mình kia nè. Ừ. Bánh nóng quá. Rồi 45 đổ lên, 55-56 cái đẹp người nha. Quần chính tắt giùm em nè. Rồi bọn này xem mọi người 85.000. Ối đen 85.000 giùm em. Bà thấy bình luận em không? Không. Tăng Lâm bình luận gì ạ? Có mấy sọc em, nhiều sọc. Ok nè. Lên cái dây đó nó thay số 3, số 4 ra đi. Cái dây con đó hả? Ừ. Số 3, số 4 ở trước.
Trời quýnh mày giờ 2, 3, 4 con ta. Đừng bậy. Trời ơi Thi ơi, sao mày nhớ qua chị được Thi? Mày không đường nào nhớ qua chị được hết trơn. Mày thấy rõ ràng không? Có nó còn là còn. Mà tại Thi nó không tìm. Sao nó nhớ qua tao được? Rồi mấy chị gái nghe, nó còn nghe, áo khoác không găng còn nghe Nhung Lê ơi. Rồi lấy bộ này comment mấy chị ơi, đẹp quá nè. Rồi 50-62 cái mặt đẹp người nghe. Rồi cho mấy Nhí Hồng. Ủa Nhí Hồng đẹp quá. Rồi Nhí Hồng 90.000 mọi người nghe. Nhí Hồng 90. Rồi lấy mình sọc số 2. Lấy mấy bộ chị. Mấy bộ chị yêu ơi. Rồi 60 đổ lên nè. 65 xong cái lời vừa Bi Hồng. Bi Hồng quần chính tắc mọi người nghe. 95.000 Bi Hồng. Có tên lỗi không? Có, bây giờ em like tên lỗi quá trời đó chị. Rồi cho coi ghép ngang chữ Kim thấy gì ạ. Em ơi bỏ cáo ngược xe 38 cho chị. Bỏ ga là sao chị? Chị Hồng Nguyễn ơi, bỏ ga hay sao? Rồi mọi người dập ly nè. 50-60 cái đẹp nha. Chị đang mua. Rồi dập ly mọi người ơi, dập ly 90. 50-60 cái đẹp, dập ly 90.000. Đôi dép ngang chữ Kim. Ngay chữ Kim. Dép xe 39 hả? Chị mang xe máy. Ngay chữ Kim. Dép đen chéo. Trời ơi, lấy cho chị xem đôi dép ngay chữ Kim với chị cũng ngay chữ Kim. Ừ. Rồi 50-60 cái bằng đẹp người nha mấy chị. Comment phối đen. Phối nhí đen mấy chị ơi 85.000. 50-60 cái đẹp phối nhí đen 85.000. Rồi đây sọc phải không? Đây số 4 đây mọi người nha. Xe 38. Ok, cái chéo đen xe 38 luôn á. 38 không có chéo đen. Trời má. Keo keo đó luôn đó bà đội, chéo đen luôn á má. Ok. Ok, vậy đưa cho ta coi rồi bà đội ơi. Lên áo thun găng mà màu xanh rêu với màu xanh đen đi chị. Cái gì với cái ngoài? Sao bữa nay mấy chị đòi màu gần gạt không vậy? Giống như bà kia. Tự comment màu rồi tự xuống ký luôn. Ok, trái yêu nè. Rồi 60 đổ lên nha. 65, 67 lại giờ mấy chị nghe mã 1. Đó, mấy chị ơi đẹp cực kỳ luôn. Mã số 1 giùm em nè. Cầm thôi cưng, cầm coi. Rồi đây nè. Đây chị 38 nè, nó ngay chữ Kim nè. Đó, đúng 38 luôn nè. Rồi, con sọc còn màu nào nữa không bao la. Rồi 37 thì em còn đủ màu mọi người nha. 38 còn ít lắm. 38, 39 hình như còn chừng 7-8 đôi vậy mấy nha. Chị Nguyễn Ngọc ơi, đừng có đòi màu vàng đó chị ơi. Cái đó nó phối vàng chứ cái mình là màu xanh nha. Em nói trước nha chị Nguyễn Ngọc ơi, đây nè. Mọi người thấy em treo cái đó không? Nó không phải là màu vàng nha mọi người nghe, nó là màu xanh. Mà nó phối cái hình vàng. Để mất công hàng tớ mọi người coi, không phải màu vàng mọi người không lấy của em nha. Không phải màu vàng nha mọi người. Màu xanh nó phối vàng. Rồi ok, giờ Hồng Nguyễn nó thêm cáo người khỏi gọi nè. Rồi mã 1 người nha. Rồi cho chị xem mấy bộ đồ có dây sau lưng nữa hả? Nãy nhiều lắm mấy Thi. Rồi mấy chị ơi mã 1 em nha. 65, 67 kế lại bây giờ mấy chị ơi mã 1. Rồi ghi mã chị đi mã 1. Rồi này chị ơi dây sau lưng còn có 2 bộ nè. Rồi chị Nguyễn Ngọc ơi nhớ em nha, không có màu vàng. Trời mấy bà rồi màu vàng rồi tới không có màu vàng rồi mấy bà quýnh tôi nữa. Rồi em còn có 2 bộ này chị Phượng Vũ ơi, lấy em đi chị Phượng Vũ. Còn có 2 bộ đồ này chị. Quá đẹp luôn nè. Trời ơi mấy chị ơi, mọi người ủng hộ em coi. Sao bữa nay em bán đồ vậy nó không giật đồ chỗ ngồi hết trơn ngăn sáng nay kiện nha. Cái này là đổi thừa Thi không chứ đổi thừa ai giờ ngăn tao quá này đổi thừa đường nào đổi thừa Thi chứ. Mời đi đi dùm ơn đi luôn, đừng thảo lại nghe Thi nha. Làm quá lâu quá. Giờ tao bán mấy hả bay? Rồi mấy chị ơi 60 đổ lên mấy chị ơi. 65, 67 là giờ mã 2 dùm em nè. Ôi ồ mấy chị ơi đẹp quá à. Nói chung là con này đẹp cực kỳ mọi người nha. Bà Lam bởi gì nè, chị sang Lam bản này là siêu đẹp luôn á. Rồi lấy 2 comment 2. Mã 2 giùm em, ghi mã. Rồi. Ngày mơ chút điện, ok. Đùi sọc cho chị Thu lắm. Ok, Thu lắm có đùi sọc. Rồi ok chị Phượng Vũ. Quá đẹp luôn à.
giá có 69.000 đùi. Đùi lá em hết nha chị ơi. Rồi mã 3. Rồi 60 đổ lên, người nghe 65, 67 là giờ mã 3. Cái này em có sai mọi người nha. Em có sai 2, 3, 4 chị ơi, đẹp cực kỳ luôn. Giá là 85.000 bộ người nghe mấy chị nghe, con này đẹp lắm. Mấy chị coi quần nè. Rồi lấy 3, chúc 3 mọi người nghe mã 3. Ồ mấy chị đẹp. Ừ. Rồi lấy chốt mọi người nghe mấy chị. Mã giùm em mấy chị ơi. 2, 70kg là cao nhiêu ơi chị Hương Thanh ơi. Mình 70kg cao nhiêu cho em chiều cao lên nghe chị Hương Thanh ơi. Rồi lấy bộ này chốt mọi người nghe chị. Quá đẹp luôn. Đó. Rồi mã 4 giùm em nè. Mã 4 nha. Dạ có nghe chào Nguyễn ơi. Rồi lấy 4 chút 4 mà chơi đẹp quá. Chứ mua mẫu nào. Ừ. Mã 1 cho Chỉnh Thịnh. Để rồi còn không. Rồi mã mấy đi. Ủa đẹp quá mấy chị ơi. Nó mướt y chang là lụi mấy chị nghe. Mấy chị nhận rồi mấy chị ghiền luôn. Em thiệt đẹp lắm. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 lề vừa, 70kg cao nhiêu chứ ơi. Rồi 5 dùm em mọi người, mấy chị nghe nói cái to này thì nó phơm nó rất là ok mọi người nha. Rồi 5 dùm em, 85.000 bộ mã 5. Có size nhỏ chị Thu Lắm ơi. Cái này em có size 2, 3, 4 luôn nha chị Thu Lắm nha, đầy đủ size. Đó, chị muốn mua size nhiêu. Rồi lấy comment mã 6. Mã 6 dùm em mọi người nghe, lấy 6 chút 6 dùm em nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, mã số 6 nghe, trời ơi, sọc đẹp không à. Quá đẹp mọi người nha, 6 mua đổ lên, 65, 67 là vừa 6. Rồi để xíu lên cho chị Yêu nha. Xíu lên cho. Rồi mã 7 giùm em nè. Ôi ôi mấy chị à, đẹp quá luôn. Rồi 60 đổ lên nha. 65, 67 là vừa 7 giùm em mấy chị. Lấy 7 chút 7 giùm em mã số 7. Rồi có tay xíu lên có tay. Rồi mã 8 giùm em mấy chị nha. Ồ đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi lấy 8 chút 8 giùm em nha. 60 đổ lên nha, 65, 67 lì vừa mới chơi cho mã 8 giùm em nè. Ai lấy 8 chút 8 mọi người nghe mã số 8. Rồi size số 2, rồi đếm lên size 2 chị liền. Rồi mã 4 chị Thu Lắm. Ơ Sơn Lâm. Rồi ok đếm lên sọc số 2. Có màu vàng không, màu vàng lấy gì chị. Rồi mã 9. 60 đổ lên, 65, 67 lì vừa mã 9 mọi người nha. Rồi chào lấy 9 chút 9 mọi người nghe mã số 9 giùm em luôn. Mã 9. Quá đẹp luôn mọi người nghe mã 9 giùm em. Rồi chắc là lấy vòng này chắc mã 10 mọi người nha. Ôi ôi bông đẹp quá luôn. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 là vừa 10. Mã 10 mọi người nha, mã 10 giùm em. Mã 4 có người chốt rồi chị Tiền Nguyễn ơi. Mã 4 có người chốt rồi. Rồi chào lấy vòng này comment 11. 11 nghe mọi người nha, 60 đổ lên, 65, 67 là vừa mới chơi 11, 11 giùm em. 48kg đếm lên, mã 7 chị Tiên Nguyễn. 48kg là số 2 mọi người nha, đếm lên số 2 cho mọi người lựa. Rồi lấy bộ này chắc mã 12 nè. Ồ đẹp cho mọi người nha. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 là vừa 12, 12. Dạ không chị, không có màu vàng, nó có màu ở trang em treo đó chị Nguyễn Ngọc ơi. Rồi đùi tháng 5 á chị, để em hỏi em kiếm mới được nha, tại mới lai qua không biết còn không à. Rồi 13 phải không thi nha. Rồi 60 đổ lên nha, 65, 67 lì dưỡng chơi 13 giùm em nha. Sọc toàn là sọc sang sọc đẹp không mọi người ơi. 13. Rồi 14 giùm em nè. Đẹp lắm mấy chị ơi. 60 đổ lên, 65, 67 lì dưỡng chị gái nha. 14. Mấy chị nhận bộ tên này về là mấy chị bận ghiền luôn. Rồi 14. Em nghe là chị Hồng Võ ơi. Rồi 15. Dạ 85.000 bộ nha chị ơi. Lanh Nhung. Lanh Nhung 2 dao, quần 2 túi mọi người nha. Rồi 13 chị Sang Lâm. Rồi nhiêu rồi nha. Rồi 15 mấy chị ơi, lấy 15 chút 15. Rồi 16 mấy chị ơi, 16 giùm em nè. Rồi ok cho Nguyễn Ngọc lấy bộ đồ thể thao nam treo. Rồi 16 nghe, lấy 16 chứ 16. Rồi em lên số 2 mọi người ơi.
lên cho mọi người 62 nè. Rồi bây giờ em lên số 2 mọi người nha. Số 2 là 45 đủ lên, 55 kéo lại mấy chị bằng vừa nha. Rồi chờ lại chốt mọi người nghe mấy chị. Đó, comment em 17. 45 đủ lên nha mấy chị nha. 55 kéo đẹp mọi người nha, chốt mã 17 giùm em. 17 mấy chị ơi. Đó, 17 giùm em nha. 85 niệm bộ mọi người nha. Ồ, cái to này mấy chị cầm lên nó mát lạnh luôn. Rồi 45 đổ lên, 55, 56 cho đẹp người nha, 18. 18 nè mấy chị nha. Rồi thấy cái túi không là ghiền. 18. Giờ đợt này không có 95kg rồi chị ngăn kim rồi, để đợt sai mỗi không có 95kg rồi. Tại vì nó mai từng đợt các chị ngăn kim. Có đợt mai to, có đợt mai nhỏ. Rồi 19 mọi người ơi. 45 đổ lên, 55, 56 cho đẹp 19. Rồi chắc là lấy 19 với 19 giùm em hết nha. 45 đổ lên, 55, 56 cái đẹp 19. Rồi mọi người nghe 20. Dạ ok ok, đợi em tiếp rồi chị nha. Nó lỡ là lên số 2, xong lên số 3. Rồi lấy 20, cầm lên 20. 45, 55 cái đẹp người nghe chứ mấy 20. Chị nha. Màu nào cũng đẹp hết trơn mấy chị, bán 20 nè. Còn là bông đẹp không à? Nó lộn sọc đẹp không à? Sọc hoa văn cực kỳ sang mọi người, 21. 45 đủ lên nha, 55, 56 thì đẹp mọi người cho mấy 21 giùm em. Cho nó lấy 21 cho 21. Rồi mấy chị ơi, 22. 45 đủ lên nha, 55, 56 thì đẹp mấy 22 giùm em nè. Cho nó lấy 22 chút 22. Này giống. Rồi ok, 35 nha. Rồi 23 mấy chị. Siêu đẹp mọi người nha. Em hồi nào không giờ không bằng to mấy chị nghe, mà em gặp đôi to này em còn phá bằng to luôn á. Rồi 45, 55 rất đẹp nè. Nhiều nha. Rồi cho máy 23 mấy chị, 23. Rồi 21 mua cho dâu ok chỉnh hình. Rồi 45, 55 rất đẹp người nha. Rồi cho máy 24 mấy chị. 24 giùm em. Rồi chị nào lấy màu này cho mấy 25 mấy chị gái nha. 45 đổ lên, 55, 56 thì đẹp mấy chị ơi. Rồi cho em mã 25. Mấy chị 25. Rồi 26 mấy chị nha. 45 đổ lên, 55 cái đẹp 26. Rồi chị nào lấy comment 26 mấy chị ơi, 26 giùm em nè. 25 chị Hậu Nguyễn. Rồi 27 mấy chị. 45 đổ lên, 55, 56 đẹp 27. 27. Rồi 28 mọi người nha. 45 đổ lên, 55, 56 đẹp 28. Chờ lấy 28 cho 28 giùm em. Rồi 30 mấy chị ơi. Ủa cái xanh này đẹp quá. Rồi 45 đổ lên, 55, 56 đẹp người nghe cho mã 30. Rồi chắc lấy 30, comment 30 giùm em. Rồi mấy chị nghe 31. Đó, mọi người thấy số 2, số 3, số 4 nó không có giống sai, giống sọc nhau mọi người nha. Rồi lấy comment 24 giùm em. Không bay. Đây 34. 31 ha. Rồi bây giờ em lên số 3 nè mọi người nha. Rồi số 3. 55, 60kg bằng đẹp người nghe chứ mã 25. Đó. 55, 62kg bằng đẹp người nghe chứ mã 35. Không ta? À 32 hả? Rồi 55, 62kg đẹp người nghe chứ mã 32 mấy chị. 32 nè. Rồi mấy chị ơi. 30 chị thu lắm 30. Rồi 55, 62kg đẹp người nha. Rồi cho mã 33. 33 mấy chị.
Ồ, đẹp cho mọi người nha. Toàn là sọc đẹp không à, 33. Rồi 55, 60kg bằng đẹp người, ngay cho má 34. Để bọc bay qua đây quá trời. Rồi lấy 34 chút 34 người nha. 55, 62 cái đẹp 34. Rồi mấy chị yêu nghe 35. Mấy chị sọc đẹp không à. Rồi 55, 62 cái đẹp người, ngay cho má 35. Nói chứ nào lấy 35 chút 35 mọi người nghe, 35. Rồi mấy chị yêu nghe 36. 36 giùm em. 55, 60kg bằng đẹp 36. Rồi chứ nào lấy 36 chút 36 mọi người nha. Đó, 36 siêu đẹp luôn, 36. Rồi 55, 62 cái đẹp người nghe, 37. 37 giùm em nghe, lấy 37 chút 37. Rồi, đây mọi người em du là em qua mẫu khác mọi người nha. Chiều rồi. Đây mẫu khác cho nó mau mọi người ơi, cái tay dài đâu rồi. Anh ca dĩ này theo coi. Rồi qua mẫu khác rồi nha. Lại gì chồng mẫu khen thôi. Chị lấy hai bộ máu dối, chị bộ sọt dương tha không em, là gì chị? Chị mà comment vậy là em không biết được đâu, trả lời nghe cục vàng thôi. Tàu ơi chị Dung ơi, chị biết nha, ngồi như vậy là đỡ nè, ngồi đường nào cũng mỏi hết trơn chị nghe, nhưng mà em ngồi đây đỡ nè, để em cho chị coi nè, cái vụ mà ngồi trên nè, đây nè chị, nó chồng em mua cái ghế màu vàng kìa, chị thấy không, thấy cái ghế đâu, thấy cái ghế đâu. Rồi em kể lịch sử chị nghe. Ổng mua nghe, cái ổng kê lên nghe chị nghe, cái cho em ngồi nghe, nghe đẹp lắm chị nghe. Tàu ô chị ơi, lai chừng ha, mười hai mấy hai chục bộ đồ là bắt đầu cái chân đứng không nổi luôn á, nó mỏi dữ lắm chị. Ngồi trên đó nó còn mỏi hơn dưới đây nữa, dưới đây thì ngồi nó cũng mỏi chị ơi, nói chung là đường nào cũng mỏi hết trơn, nhưng mà mình ngồi chèm bẹp gì nó đỡ hơn nhiều lắm. 36, 37 chị nhất thảo nè, chứ cái nào mà không mỏi chị, mỏi lắm, cái nào không mỏi hết trơn á. Mỗi lần lay tone mà người nghe là hai mắt em muốn chết luôn, bụi lắm, tone là bụi lắm. Ở đường nào cũng mỏi hết trơn chị Dung ơi. Rồi mấy chị nghe đó, bộ bông chân nè. Rồi bộ này em có size từ 45 tới 67 cái bằng giường người nghe, 95.000. 45, 67 cái bằng đẹp người nghe, lấy bộ này chắc phải chơi 95.000 nha, chị ơi, đen. Đen giùm em, 95.000 mở đen. Ai? Ai? Cái phụ mình không à? Có từ 50.000. Rồi bác nhận chưa? Để tiền cọc 50 nè. Hồi sáng nó khiếu nại đó, rồi nó giao quá. Hello chị Nguyễn Sinh. Rồi mới chơi nhí hồng giùm em á. Rồi manh gồ mới chơi manh gồ giùm em á. 60, 65 cái đồng đẹp người nghe mấy chị ơi, nhí hồng quần chính lắc giùm em nè. Rồi bọn này xem mọi người 95.000 nha. 60, 65 cái đồng đẹp người nghe, nhí hồng em 95.000 nhí hồng. Nhí hồng 95.000 giùm em. Rồi sọc rõ mọi người ơi, 60 đổ lên nha, 65, 67 là vừa lụm anh gồ quần chính tắc mọi người nha. Rồi sọc rõ em 95.000. 60 đổ lên, 65, 67 là vừa sọc rõ em mấy chị nha. Sọc rõ 95.000, sọc rõ dùm em. Hello chị VV, khỏe không chị yêu? Rồi mấy chị ơi, 60, 65 cái hồn đẹp mọi người nha. Man gồ quần chính tắc mọi người. Rồi lấy chốt mọi người nha. Rồi comment mấy chị ơi, comment nhí cam. À, chị Trần Bảo Khang ơi, bây giờ này chị lấy cái gì chị lấy đi, chứ chị comment gì em không hiểu, chị hiểu không? Có nghĩa là không hiểu là gì nè. Giờ phút này là em like là coi nó đã 4 tiếng hồ rồi, mà không biết lúc nãy giờ chị mua cái gì tụi em không biết đường bư lại, chị hiểu không? Chị hiểu em nói không? Rồi bây giờ chị comment rồi chị ấy đổi, không biết đường đổi, chị hiểu không? Chị hiểu em nói không? Rồi đó. Có dập ly số 4 không? Dạ có chị, dập ly số 4 quần dài không? Chị có. Con đồ mua size nhiêu? Nhí hồng là 95.000 bộ nghe chứ
Phạm Ánh ơi, nhí hồng là 95.000 bộ nha chị gái nha. Rồi sáng mưa đổ lên là 65, 67 là vừa nhí biển. Nhí biển cho em mà ngồi nghe 95.000 bộ em đó chị nha. Đó. Quần này quần chính tắc mà ngồi nghe mấy chị siêu đẹp em nhí biển 95.000. Dạ tại thấy chị ít coi like. Rồi ngồi dễ thương không? Rồi đùi 65kg hả? Rồi hoa cúc mọi người 50-60 cái này hoa cúc giùm em á, hoa cúc 95.000. Vậy hả chị, về quê chơi hả? Rồi chị Phạm Ánh ơi, nhí hồng là 95.000 nha chị ơi, chứ không phải là 65 nha chị nha, chị Phạm Ánh ơi. Rồi ok nè, nhí hồng 95.000 nha chị Phạm Ánh nè. Rồi lên chụp ly số 4 ok. Hay quá, có khi ngồi 5-6 tiếng, trời ơi bây giờ là đỡ rồi chị. Hồi đó like á, lúc đó chưa có khách chị nghe, 9 giờ sáng rồi leo lên like. Leo đến 5 giờ chiều, cái bộ nhí hồng. Leo đến 5 giờ chiều mà chị nghe, 7 giờ tối đêm lên like nữa tới 12 giờ á, chị Dung Nguyễn ơi. Rồi lấy bộ này chấm mọi người nghe hồng ngọc trai. 60 đổ lên, 65, 67 là giờ hồng ngọc trai. Hồng ngọc trai mọi người nghe 95.000. Bây giờ cũng ham like vậy lắm chị Dung ơi, mà biết sao không? Nó không có nổi. Mấy chị thấy em hết cái này biết sao, mấy chị nghe hết cái này cho nó hạ đàm xuống mọi người nha. Em bị đàm cái cổ họng nè. Tao phát 35kg hay 35.000. Chị Hồng Phát ơi, chị hỏi áo phát 35kg hay là 35.000 chị. Cho chị coi dập đi số 4 rồi. Rồi mọi người ơi, 50-60kg mọi người nha mấy chị ơi, nhí xanh đen 95.000 mấy chị gái nghe mango mấy chị ơi, nói ai đòi mango luôn. 50-60kg mọi người nhí xanh đen 35.000, dạ còn. Có viên đặt âm đạo nghe chánh mình coi. Viên đặt âm đạo là 90.000. 90.000 năm viên nghe, có nó đặt em lắm chị. Rồi nhí đen mọi người, 50-60 cái đẹp này nhí đen giùm em nha. Đó, nhí đen mới chơi 95.000 mà nhí đen. Rồi 60 đổ lên mọi người nha. 65-67 là đẹp, da nhất nhí hồng dâu. Rồi chào lấy nhí hồng dâu, chúc nhí hồng dâu mọi người nghe 95.000 mà nhí hồng dâu. Ồ, nỉ luôn mọi người nha. Rồi 50-60kg bằng đẹp mới chơi nhí biển. Rồi chắc là lấy nhí biển, chút nhí biển giùm em. Nhí biển 95.000. Rồi dập ly số 4 nè chị. 101 bộ nha mọi người nha. Áo phát 35.000 em còn hình như cũng ở đó. Ok, chị Ánh Nguyệt lấy 5 viên. Đặt hộ khoa. Tối thì trước khi ngủ á, mình đi vệ sinh xong xuôi rồi đó, cái mình đặt sâu vô trong vùng kính của mình. Xanh đen chị ăn chịu, với hồng dâu chị hoa dại. Là chị đặt sâu vô phải không? Mà nhớ là bằng băng vệ sinh nha chị nghe. Đặng tối đó, nó hút đi những chất dơ này kia trong đó ra. Là nó như là mình có kinh vậy đó chị nghe. Nhưng mà không phải là máu mọi người nghe. Nói chung là nó hút ra làm như là huyết trắng này mọi người nghe. Khí hôi này kia đó mọi người trong đó ra nghe. Chứ không phải là máu mọi người nha. Nhưng mà mình phải bằng băng nha. Tại vì em đặt lần đầu tiên không biết mọi người nghe. Đó mà người ta cũng không chỉ em nữa. Em đặt mà ngồi nghe mấy chị sáng lại có lưng em bớt nhẹp. Em tưởng em đái trong quần không mọi người, thiệt. Nhưng mà dòm lại không phải mọi người nghe, có khi nào mình đặt đái đâu. Ok, đã ăn Nguyễn nha. Cười lên cho mẹ bắt đắt ha. Cười lên cho vui, nè có miệng ngoài sân này vô. Nguyễn quán miệng con nè. Chị cứ ở trong khi coi nè. Ê, ơi, không sao. Mẹ à, cái giỏ, cái tay mẹ trúng cái giỏ con à. Rồi dập đi số 4 người ơi. 60 đổ lên nha, 65, 67 lề dừa. Mấy chị yêu nghe chứ mã 5, 101. Mã 5 dùm em 110.000, mã số 5. Ai lấy 5, chút 5 mọi người nghe mã 5. Đọc đi con, đọc đi. Nè con đọc đi. Đọc mã đây nè, mã 6 nha. Rồi đọc đi. 60 đổ lên, 65, 67 lề dừa. Mã mấy? Mã mấy? Mã mấy? Mã 6. Rồi 60 đổ lên, 65, 67 là giờ mã 6 mà chị ơi. 110.000. Mấy chị ơi. Lộn mấy cô ơi. Rồi 60 đổ lên nha, 65, 67 là giờ mã 9 mà chị nha.
Mã chín giùm em, mango á chị em, mango dập ly quần dài. Rồi mã chín. Dạ. Nhỏ này à, con lụm. Nhỏ này...